anh em, xin mời mở cam lên. Amen. So let's continue with our topic on Genesis. Amen. Chúng ta bắt đầu học trong sáng thế ký nhé. So we finished with the introduction. Chúng ta đã đi phần đầu, phần giới thiệu. And we learned that we cannot understand the Bible without understanding Genesis. Chúng ta đã học rằng chúng ta sẽ không thể hiểu được toàn bộ Kinh Thánh nếu như chúng ta không hiểu được sách Sáng Thế Ký. Part 1 is the creation. Chúng ta đã học về sự sáng tạo. Part 2, the fall of man. Chúng ta đã học về sự sa ngã của con người. Part 3, the plan of redemption. Chúng ta đã học về kế hoạch về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho con người. Part 4, the lines of good and evil. Chúng ta đã học phần 4, đó là dòng dõi hiền lành và dòng dõi gian ác. Part 5, the flood. Phần 5, chúng ta đã học về cơn nước lụt của Noe. I just want to point out something about the flood. Tôi muốn nói một chút về cái cơn nước lụt ở chỗ này. Some believe that before the flood, there was a supercontinent. Một số người thì nói rằng là trước cơn nước lụt thì có một cái lục địa siêu khổng lồ. And during the flood, the earth was divided. The continents were divided. Nhưng mà sau đó thì sau cơn nước lụt thì có thể các cái lục địa đã bị phân rẽ ra. Some people do not believe that, but some do. Có một số người thì tin điều đó, có một số người thì không tin. But it was possible. Nhưng mà cũng có thể. Now we go to part 6, the dispersion of the nations. Hôm nay thì chúng ta sang phần 6, đó là sự phân tán của các dân tộc. So we have four more meetings and we have five more chapters to finish. Five more parts. Chúng ta chỉ còn hôm nay nữa là chúng ta chỉ còn có 3 buổi nữa thôi, 3 buổi học của môn Sáng Thế Ký. Và chúng ta vẫn còn 5 phần nữa, 4 phần nữa. So when we are driving a motor, we have to increase our speed to 100 miles per hour. Nên là khi mà chúng ta giống như kiểu chúng ta đi chạy xe Honda ấy, phải chạy 100 km một giờ thì mới đủ, thì còn tận 4 hay 5 phần nữa là. So we'll be going faster, okay? Nên rằng là quý vị hãy thắt dây an toàn sẵn sàng vào nha, bởi vì là từ hôm nay thầy sẽ đi tốc độ luôn á, bởi chúng ta còn hôm 1-3 buổi nữa thôi. So anyway, Vietnamese drive fast. Nhưng mà không sao đâu, người Việt Nam chúng ta hay lạng lách đánh võng và chạy xe rất nhanh, cho nên là phải không quý vị? Không phải vấn đề đúng không ạ? Tốc độ nào cũng được luôn. So now in chapter Genesis chapter 10, we'll see. Sáng Thế Ký đoạn 10, quý vị thấy cái bản đồ này. We'll see the division of the nations. Chúng ta thấy rằng đây là cái sự phân bổ các quốc gia đấy. So this is Mount Ararat where the ark landed. Chúng ta thấy cái vòng tròn đó là núi Ararat. Đó là nơi mà con tàu Noe nó táp vào đấy. And eventually Noah and his family and his descendants, they went down to a place called Shinar. Và sau đó thì Noe và con cháu của Noe, gia đình của Noe đã đi tới một cái vùng gọi là Shinar. Shinar is also known as Babel or Babylon. The same. Sinea còn được biết đến là Babel hoặc là Babylon. Babel, Babylon và Sinea thì giống nhau, thì là một cái khu vực. So they were all one here, but then something happened which we will see later and they were divided. Và ở tại cái khu vực đó thì có một cái điều đã xảy ra, có một cái sự kiện đã xảy ra và sau đó thì họ bị phân tán khắp mọi nơi và chúng ta sẽ học về cái điều đó trong hôm nay. Genesis 10 records the division of these nations. Sáng Thế Ký đoạn 10 ghi lại về sự phân tán các dân tộc. And so Noah had three sons, Japheth, Ham and Shem. Noe có 3 người con, đó là gì ạ? Japheth, Ham và Shem. The firstborn was Japheth, the second was Shem and the youngest was Ham. Shem là con cả, Ham và Japheth, Ham là con giữa và Japheth là con cuối. So Japheth had 7 sons, Ham had 4 sons, and Shem had 5 sons. Japheth có 7 người con,
Sam có 4 người con và Sam có 5 người con trai. Tất cả là con trai nhé. And from these sons, in Genesis chapter 10, 70 nations came. 70 nations. Qua những cái người con này thì có 17 quốc gia được thành lập. And so, look at this chart. So, Japheth. Chúng ta nhìn ở trong cái này, đó là thứ nhất là chúng ta nhìn thấy cái gia phả của Japheth không? We have Ham. Rồi Cham. So, in the line of Ham, notice one of his son was Cush. Chúng ta hay để ý trong cái dòng dõi của Cham có một cái người tên là Cút. And he was the father of Nimrod. Và Cham sanh Cút và Cút sanh Nimrod. One of the sons of Ham was Canaan. Và tiếp theo đó là con trai kế tiếp của ông là Canaan. And for Shem, I just want you to look at Eber. Về cái dòng dõi của Shem thì tôi sẽ muốn quý vị nhìn vào dòng dõi của Eber. And Eber had a son named Peleg. Eber có một cái người con tên là Peleg. And then, if you continue the line of Peleg, you will go to Abram. Và chúng ta thấy rằng là qua Peleg thì chúng ta thấy rằng là có một cái người được sinh ra từ cái dòng dõi đó, chính là Abraham. So I want Abraham. I want you to remember Eber, Peleg, Abram. Cho nên rằng là tôi muốn quý vị nhớ ba cái tên này. Thứ nhất là Eber, thứ hai là Peleg, thứ ba là Abraham. Trước khi Abraham được đổi tên thì là Abram nha quý vị. So they were from the lines of Shem. Họ là từ dòng dõi của cái người con của cả là Shem. Now, look at this map. We can see here how they were divided. Chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể nhìn thấy đây thì chúng ta thấy rằng là từ cái chỗ khu vực ba bên đó, thầy chỉ đó, tháp ba bên đó là các dân tộc bị phân tán. The green color is Japheth. Cái màu màu xanh đó, màu xanh lá là dòng dõi của Japheth nha quý vị. So Japheth populated later Europe and some parts of Asia. So they went up. Còn Shem, dòng dõi của Shem thì sau đó thì đi ra cả các khu vực châu Âu và một phần của châu Á. And Ham populated Canaan and Egypt and Africa. Cham thì dịch chuyển sang cái khu vực Egypto, Ai Cập á, Ai Cập á và châu Âu, xin lỗi châu Phi, Africa là châu Phi. Từ Ai Cập xuống châu Phi mà màu tím á, quý vị thấy. Shem, the red one. Màu đỏ nên là Shem. Parts of the Middle East. Xin lỗi lúc nãy là thầy nói là Japheth là cái khu vực châu Âu, thì còn Shem là cái khu vực Middle East là Trung Đông. So again, Japheth going to Europe, Ham going to Africa and Egypt, châu Á và Shem, châu the Middle East. Còn Japheth thì là xin lỗi, Shem thì là khu vực Trung Đông, Cham thì là khu vực từ Ai Cập cho đến châu Phi. So here's another map. The blue represents Ham, so they populated Canaan and Africa and Egypt. The red, Japheth going. The green Japheth going to Europe, and the red, Shem. Từ ba cái người con đó, thứ nhất là cái màu xanh da trời là quý vị thấy là dòng dõi của Japheth là đi sang cái khu vực châu Âu này và cả châu Á nữa. Còn cái màu xanh lá, xanh xanh đậm á, xanh 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 đậm á, là xanh da trời đậm, nó là cái dòng dõi của những người con của Cham. Đó, chúng ta thấy là ở trong cái khu vực Trung Đông nữa và cũng có cả ở cái phần khu vực dưới Ai Cập và phần châu Phi. Đấy là tên các dân tộc. Rồi, excuse me, can you come back? I still have one more.
Dòng dòng dõi của Sem là ở cái vùng màu đỏ, là quý vị thấy nó ở rải rác ở khu vực Trung Đông á, một phần ở châu Á, mấy cái màu đỏ là một phần của châu Á. So now let's talk about Nimrod, the grandson of Noah. Rồi đây chúng ta sẽ nói về Nimrod. Nimrod là cháu của Noe. So Nimrod, Lỗi, cháu 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 của Cham. Là cháu, là chắt của Noe. He was the grandson of Ham, sorry. Là cháu của, là cháu nội của Noe, của Cham, và là chắt của Noe. And the name Nimrod means let us revolt. Và Nimrod có nghĩa rằng là chúng ta hãy nổi dậy, chúng ta hãy phản kháng. Let us rebel. That's the chúng name ta of hãy, Nimrod. Chúng ta hãy phản kháng, chúng ta hãy nổi dậy. And it says that Đây he là was chúng ta a hãy nổi loạn. mighty. It says that he was a mighty one upon the earth, a tyrant, a cruel person. Chúng ta biết rằng là nói về Nimrod thì nói là đây là một tay anh hùng, đó là một cái người, một người bị chuyên quyền, một người bạo chúa, một người gian ác, độc ác. He was a man of bloodshed. Đây là một cái người làm đổ huyết người khác. He was a hunter of men to enslave them. Là cái người mà khiến cho đổ huyết người khác và khiến cho người khác làm nô lệ cho mình. And he was against the Lord. Và dĩ nhiên rằng là tay anh hùng này là chống cự lại Đức Chúa Trời. So this Nimrod built Babel. Và Nimrod chính là cái người xây tháp Babel. Babel or Babylon or Shinar, they are all the same. Chúng ta nhớ nhé, Babel, Sinea và Babylon đều là một cụm từ, nó đều là nói về của Babylon hết. So this was Babel in the map. Quý vị thấy khu vực này không? Đây là Babel, tháp Babel hoặc là khu vực Babylon. And some sources say that Nimrod went up to Nineveh and built Nineveh. Và một số người thì nói rằng là Nimrod đã đi đến cái khu vực Nineveh này và xây dựng thành Nineveh. But other recent sources say that it was Ashur who went to build Nineveh, not Nimrod. Còn một số người thì nói rằng là chính là Ashur, không phải Nimrod, để xây của cái thành Nineveh. And Nineveh became the capital of Assyria later on. Chúng ta thấy rằng là cái Assyria á, xin lỗi, Nineveh trở thành thủ đô của Assyria, của đất nước Assyria. Sau này là đế chế Assyria. And Nimrod, this is a picture of Babylon. Đây là cái khung cảnh của đất nước Babylon thời xưa. Very beautiful place. Nó là một And cái this, nơi rất đẹp. Of course it was destroyed, but it Bây was giờ nó đã bị excavated. Phá rồi. Nhưng mà chúng ta thấy đây là những cái nền móng của Babylon thời cổ đại còn để cho đến ngày nay. They were able to excavate this place. Họ đã khai quật cái nơi này và họ đã tìm thấy cái khu vực Babylon thời cổ đại, cái nền móng của nó. And during the time of Saddam Hussein, he spent a lot of money to rebuild it. Trong cái thời điểm của Hada Hussein á, he's a crisis, what? Saddam Hussein, the leader before, but he was already dead. Saddam Hussein đã dành rất là nhiều công để xây dựng lại cái thành Babylon này, nhưng mà cuối cùng là không có thành. These ones. And this was the gate. It's still preserved. It became a tourist spot. Bây giờ thì còn một cái cổng nó vẫn còn có thể là nhìn thấy cho đến ngày hôm nay, vẫn là một cái nơi người ta du lịch. So Nimrod built Babel, and Nimrod là người xây Babel. And it was possible that another person named Ashur built Nineveh or Kala. Có thể là sau này là Ashur hoặc Kala hoặc là chính Nimrod cũng đã xây cái Assyria này. And other places here, of course. Tuy nhiên là chúng ta thấy là có những cái nơi khác nữa ở xung quanh cái khu vực đó. And in recent times, they were able to excavate this place, Kala. Chúng ta thấy rằng sau này họ đã thấy họ tìm ra cái nơi Kala này.
This is a picture of it. Quý vị thấy rằng đấy là khảo cổ học họ tìm ra có những cái khu vực cổ đại đó. Another picture. Đây là cái hình ảnh khác. Sadly, it was destroyed by the ISIS when they took over. Khi mà nó được tìm ra, cái nơi này được tìm ra thì quân khủng bố ISIS nó đã ném bom cho cái khu vực này tan tành luôn. And Nimrod had a mother called Semiramis. Nimrod but later, cái, but cái người according mẹ to tradition, according to tradition, became his wife. Và Semiramis là vợ của Nimrod theo cái truyền thống. So it was like his mother and wife. Và sau đó thì có một cái người con, sinh ra một cái người con. And Semiramis started a cult named Mystery Babylon. Và Semiramis này đã sinh ra một cái dị giáo, và cái người con của bà đã sinh ra một cái dị giáo và đặt tên cái dị giáo này đó là Babylon màu nhiệm. After Nimrod died, Semiramis had a child, a son. Sau khi mà Nimrod đã qua đời thì Semiramis này có một cái người sinh ra cái đứa con này. And she claimed her son to be a reincarnation of Nimrod. Và cái bà này Semiramis này đã công bố rằng cái đứa con trai của bà đó chính là cái hiện thân, cái đầu thai của Nimrod, là chồng cũ, là chồng đã chết của bà. And she called him a holy child, and và she called gọi, herself the queen of heaven. Bà gọi con trai của mình là con trai thánh và tự đặt cho mình là nữ hoàng của nữ hoàng từ trời. So this was the start of what we call the mother and child. Cho nên là chúng ta thấy là cái hình ảnh của người mẹ bồng con đấy. And this Babylonian religion is all over the world until now. Và cái hình ảnh của cái tôn giáo mà xuất phát từ Babylon ngày hôm nay đã tràn lan khắp mọi nơi trên thế giới. It is the worship of the mother and child. Đó là cái sự thờ phượng của người mẹ và đứa con. Here are examples in India, in Egypt. Ở tại cái hình ở góc trên ở giữa đó là tại India, Ấn Độ, ở dưới này thì là Ai Cập. In the Roman Catholic Church. Sau này họ đưa vào trong Hội Thánh La Mã thời Công giáo La Mã để thờ phượng. So the mother and child that the Roman Catholic Church says that it is Mary and Jesus is actually comes from Babylon. Chúng ta nhớ rằng là cái hình tượng của cái người mẹ và đứa trẻ mà trong Hội Thánh Công giáo La Mã sau này họ đưa vào cái Hội Thánh của Đức Chúa Trời để thờ phượng và họ gọi đứa đó là Mary và Chúa Giêsu, thực chất ra nó chính là một cái tôn giáo ra từ Babylon này mà chúng ta đang nói đến ở đây. So let us be careful not to join this mystery Babylon religion. Chúng ta cần phải cẩn thận và đừng có tham gia vào cái dị giáo Babylon màu nhiệm này. And let us pray for those who are worshiping the mother and child that they will be enlightened. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho những cái người mà họ đang bị lầm lạc, họ thờ phượng cái người mẹ và cái đứa trẻ mà họ tưởng lầm đó là thờ phượng Chúa Giêsu. Do you have family members and friends in the Roman Catholic Church? Các bạn có bạn bè ở tại Hội Thánh tại Công giáo không hả các bạn? Ai có xin giơ tay. You have? Có, yes. Yeah. So we pray for them because they are deceived. Bởi vì họ đang bị lừa dối, cho nên chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Amen. Có rất là nhiều người có bạn bè Công giáo đúng không? Trong chúng ta ai cũng có. Now we notice we go back to this person named Peleg because in his days the earth was divided. Chúng ta biết rằng là trong cái thời điểm đó thì trái đất đã phân rẽ và từ cái dòng dõi của Sem thì ra Peleg. So Peleg is the son of Eber, the son of Sala, the son of Arphaxad, the son of Shem. Peleg là con của Ebed, con của Sala và con của Arphaxad. Arphaxad là con của Sem. And the name Peleg means separation or divided.
Peleg có nghĩa rằng là sự phân rẽ, sự biệt riêng ra. And Peleg is the 15th generation from Adam. Peleg là một cái người con ở trong cái dòng dõi thế hệ thứ 15 từ Adam xuống. And what does the number 15 signify again? Chúng ta It còn means nhớ là cái con số 15 generation. Đó thì biểu tượng cho cái điều gì không ạ? À? Con số 15 là nói về gì ạ? À? Sự phân rẽ đúng không ạ? During our lesson on the flood, the ark was separated from the earth 15 cubits. Chúng ta nhớ rằng là con số 15 bắt đầu được tìm thấy khi mà nước lụt lên cách cái ngọn núi cao nhất, dâng cao hơn cái ngọn núi đầu tiên là 15 cubit. Cho nên chúng ta thấy có con số 15 là theo cái luật giải kinh là nó là sự phân rẽ, biệt so riêng. 15 is the number of separation. Biệt riêng hoặc là phân rẽ là số 15 đó nói về sự biệt riêng hoặc sự phân rẽ. But the question is, what divided during the time of Peleg? Nhưng mà câu hỏi thì phân rẽ cái gì? Some people say that the continents divided during the time of Peleg. Cái sự phân rẽ ở đây là cái gì? Có một số người thì nói rằng là các cái lục địa thì được phân rẽ ra trong thời gian của Peleg. But of course we believe that it the separation of the continents happened during the flood. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cái sự phân rẽ là xuất phát từ cái thời điểm. Excuse me, can you say again? We believe that the separation of the continents happened during the flood. Tôi tin rằng là cái sự phân rẽ của các cái lục địa này nó xuất phát sau cái nó xảy ra sau cái cơn nước lụt. So the question again is what then divided during the time of Peleg, because it says in his days the earth was divided. What is the verses? Can you say? Verse 25. Ở trong cái đoạn 10, trong câu số 23 thì nói chapter 10, are you sure? Yeah, Peleg. Chapter 10, verse 25. 25, okay, sorry. Yeah. Ở trong cái câu 25 thì nói rằng Hebe được sinh ra con trai tên của nó là Peleg. Và đất ở trong đời người đó đã được chia ra và tên của em người là Dốc-tan. And so the closest possible answer is the nations, they were scattered and it was the division of the nations và by the scattering thì of the people. Thì nói thì người ta tin rằng là các cái dân tộc đã được phân rẽ bởi vì cái từ ở trong đời Peleg có nghĩa là một người tên là Peleg. Peleg có nghĩa là chia ra hoặc phân rẽ ra. So this talks about the time of the Tower of Babel when they were divided. Đây là nói về cái thời điểm của tháp Babel, bởi vì trong cái thời điểm của tháp Babel thì các dân tộc bị phân rẽ. And so we go to chapter 11. Chúng ta sẽ đi vào cái đoạn 11 bây giờ. And in chapter 11 we again go back where in the children of the descendants of Noah settled here in Babel or Shinar or Babylon. Chúng ta thấy rằng là từ cái núi Ararat này thì họ di chuyển đến cái khu vực đồng bằng Sinea, hay là còn gọi cách khác là khu vực Babylon hoặc là khu vực tháp Babel đó. Họ định so cư ở tại đó, các con trai của Noe định cư đó. And Genesis 11 verse 1 says they had one language. Và Kinh Thánh trong Khải Huy ký đoạn 11 thì nói rằng họ có 11 con họ xin lỗi họ có một ngôn ngữ. So the question is what was the original language? Vậy the one language. Chúng ta hỏi là câu hỏi là thế cái ngôn ngữ đầu tiên mà có trên cái trái đất này đó là cái ngôn ngữ nào? Is it Filipino? Is it Vietnamese? Tiếng Việt à? Chinese? Hay là tiếng Chinese, tiếng Trung Quốc? So what's your guess? What was the original các bạn, language? Các bạn đoán là cái ngôn ngữ nào có trước hả? I think là Babylonian, hả? Huh? Yeah, but we don't know, but some people biết, believe. Nhưng mà một người thì tin rằng some people believe it is Hebrew.
Một số người thì tin rằng là Hebrew là tiếng có chữ nhật. But we are not sure. Chúng ta không chắc. But they have evidences. Nhưng some mà evidence. Có một số những cái minh chứng để chỉ ra việc tiếng Hebrew có chữ. Now they told themselves, let us build a tower that will reach the heavens. Trong cái đoạn 11 họ nói với nhau rằng bây giờ thì chúng ta hãy xây một cái tháp mà xây nó đến tận cao đến tận trời. And so here comes the Tower of Babel. Và chúng ta thấy rằng là đây có tháp Babel. And the question now is, what is the Tower of Babel? Is it like this? Tháp Babel giống này à, quý vị? Giống hai cái bắp này à? Oh, this is a tower in Vietnam. It's not in Vietnam, some place. They say that it's in northern Vietnam. Có thể really? À, cái tháp này đang xây xây Việt Nam ở các bạn phía Bắc à? Is it? I don't no. know. No, I'm not sure. No? No. Có Việt Nam có cái tháp nào giống này okay. không? But it's a good tower. Nhìn rất là đẹp. Is it like this, that a very, very big tower reaching the skies? Nhìn có phải giống như thế này không? Cái này là một cái tháp rất là lớn mà xây dựng, mà nó đến lên tận gần tầng mây luôn. So we don't know. Chúng ta thì biết, chưa có biết rõ lắm. But they found a tablet of stone wherein we can find a clue. Họ đã tìm thấy những cái khảo cổ học, họ đã tìm thấy những cái mảnh đá đó mà họ đã có những cái manh mối về cái tháp Babel này. So this is a tablet of stone that they excavated in Middle East, and it tells of a tower. Họ khai quật cái tháp cái này ở tại khu vực Trung Đông và họ nói rằng là nó là từ một cái tháp. And the tower looks like this. Thế thì cái tháp nó người ta vẽ hình dựng lại nó thành thành như thế. And this is called ziggurat. Nó gọi là ziggurat. And this tower, it looks like this. Có thể nó nhìn giống như vậy đó. Another picture like that. Hoặc là nó nhìn giống như vậy. So according to evidences now, the closest possibility is the Tower of Babel look like this. Thì nó cũng có ngày hôm nay thì sao những cái khảo cổ học thì họ dừng lại thì họ nghĩ rằng nó có thể giống như thế. But why does it say that we'll build a tower whose top is in the heavens? Và họ nói rằng là họ sẽ xây dựng một cái tượng đài mà lên lên tận trời luôn. Because they use the tower like this ziggurat to worship planets and the moon. Bởi vì họ muốn là xây dựng một cái tháp lên tận trời để chống lại Chúa để thờ phượng các vì sao, các tinh tú. Each layer is for the worship of planets. Mỗi một each what? Each layer is mỗi for the worship of planets. Mỗi một cái tầng này nó biểu thị cho cái việc thờ phượng một tinh tú, một vì sao. And the topmost part is for the worship of the moon. Thế còn cái phần cao nhất đó, cái tầng cao nhất đó là để thờ phượng mặt trăng. They believe that this tower will connect them to the gods in the heaven. Và họ tin rằng là cái tháp này sẽ kết nối họ với lại các thần ở trên trời. And it was a rebellion against God. Và đó là một cái sự chống nghịch lại đối với Đức Chúa Trời. So the worship of stars started in Babylon. Cho nên rằng là cái việc thờ phượng các vị tinh tú đó là nó xuất phát từ Babylon nhé. Even the worship of the moon started in Babylon. Rồi cái sự thờ phượng của mặt trăng á nó xuất phát từ Babylon. By the way, have you seen the mark of the Islam religion? It's a moon. Quý vị có bao giờ từng nhìn thấy cái hình của Islam không, của đạo Hồi á, nó có hình nửa mặt trăng đấy, quý vị có thấy không? Because the roots of it came from Babylon. Cái hiểu của nó là có nửa mặt trăng, cái hình lưỡi liềm đấy, quý vị thấy không? Bởi vì đó là bởi vì cái nguyên nhân của nó, cái gốc rễ của nó là ra từ Babylon này, ra từ cái tôn giáo của Babylon này, của đạo Hồi giáo. Hồi giáo, bạn nào có thấy
they have found at recent times they have found a lot of ziggurats all over the world. Thì qua nhiều cái thời đại thì họ đã khám phá ra rất nhiều những cái kim tự tháp các cái hình dạng khác nhau ở khắp mọi nơi trên thế giới. Almost in 30 different countries. Hầu hết là trên khoảng 30 quốc gia trên thế giới họ đã tìm ra những cái kim tự tháp như vậy. Including Egypt. Bao gồm cả Ai Cập. Algeria. Algeria. Nigeria. Nigeria. Sudan. Sudan. Iraq, Iran. Iraq, Iran. India, China, Indonesia, Cambodia. Ấn Độ, so even Campuchia, in Cambodia, near you. Campuchia, Ấn Độ, Trung Quốc. Yeah. Campuchia, Greece, gần chúng ta. Italy, Spain, France. Italy, Tây Ban Nha. Mexico. Mexico. So this tells us something. They copied this from a source. Chúng ta biết rằng điều này nói cho chúng ta biết một điều đó là họ đã copy được. Ở đây this is one evidence. Cái kim tự tháp này, cái cách làm của kim tự tháp này từ một cái nguồn. This is one evidence of the thing that happened in Babel is spread to all the world. Cho chúng ta thấy rằng là cái điều mà đã xảy ra ở trên Babylon đó là được copy và nhân bản ở khắp mọi nơi trên thế giới. So what did God say? Let us go down and confuse their language. Cho nên là Chúa nói rằng là chúng ta hãy xuống xem tháp của loài người và chúng ta hãy làm cho chúng nó lộn xộn hết ngôn ngữ đi. So when God said, let us, it talks about the Trinity. Ở đây Chúa nói rằng chúng ta hãy, ở đây đang nói về ba ngôi Đức Chúa Trời. But there's something that God said in verse 6. Please read Genesis 11 verse 6. Chúng ta biết rằng có cái điều mà Chúa đang nói, Chúa nói trong đoạn 11 câu số 6. Có một người nào đọc không? Somebody read. Yeah. Genesis 11:6. Sáng Thế Ký đoạn 11 câu 6. Chị Trâm đọc Sáng Thế Ký đoạn 10 câu 6. Em này lớn lên nghe nhỏ quá không nghe được. Dạ xin mời chị Trâm đọc Sáng Thế Ký đoạn 10 câu 6. Ok. Cho cái mic lớn hơn chút. Chắc là cái đường truyền của em nó bị... Đoạn 1 câu 6 ạ. Nghe đấy. 11 câu 6. Đoạn 10 hay đoạn 1 đấy ạ? Ở đây mưa to nên nghe không rõ. Đoạn 11 chị ạ. Đoạn 11 câu 6 ạ. Rồi tôi xin đọc Kinh Thánh. Đức Giê-hô-va phán rằng, này chỉ có một thứ dân cùng đồng một thứ tiếng và kia kìa con vịt. Chúng nó đương khởi làm, bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được. Yes. Okay, so here God acknowledged the power of unity. Chúng ta thấy rằng là có một cái quyền năng ở trong sự hiệp nhất ở đây, các bạn thấy không? And unity is so powerful. Cái sự hiệp nhất ở đây nó rất là vô cùng quyền năng. Both in evil and in good. Ngay cả trong làm việc làm điều ác cũng như điều tốt, cái sự hiệp nhất nó vô cùng quyền năng. But in this story, they were united for evil. Nhưng mà trong cái câu chuyện này thì họ đã hiệp nhau cho cái điều ác. And God needs to do something. Chúa phải làm một cái điều. But I want us to think of this, the unity in what is good. Tôi muốn các bạn nghĩ rằng về cái điều này, đó là cái sự hiệp nhất về điều tốt lành. So when we unite together in the ways of God, powerful things happen. Nếu như chúng ta hiệp nhất ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời, có một cái sự hiệp nhất thì những điều quyền năng sẽ xảy ra. Amen. One key for revival is unity of the Christians. Một trong cái trong những cái chìa khóa của sự phấn hưng đó là cái sự hiệp nhất của các Cơ Đốc nhân. Unity in prayer. Hiệp nhất ở trong sự cầu nguyện. Unity in righteousness. Hiệp nhất ở trong sự công bình. When Christians unite in prayer and in righteousness, we can see revival. Khi mà Cơ Đốc nhân hiệp nhất với nhau ở trong sự cầu nguyện cũng như là trong sự công bình thì chúng ta có thể thấy được. So unity is very powerful. Cho nên rằng là rất là sự hiệp nhất vô cùng quan trọng, vô cùng quyền năng. Let us pray for unity among our churches, among our leaders. Chúng ta cầu nguyện cho cái sự hiệp nhất ở giữa vòng những lãnh đạo, ở giữa vòng những người hầu việc Chúa. When there is this
When there is disunity among our leaders, it affects revival in the church. Và nếu như mà có cái sự bất đồng ở dưới những lãnh đạo trong hội thánh thì nó sẽ khiến cho hội thánh không có thể nào mà ảnh hưởng đến cái sự phấn hưng của hội thánh. So if some of you right now are experiencing problems in your leadership in your church, pray and pray until God will unite your hearts together. Nếu như quý vị đang có những cái vấn đề ở trong cái sự rắc rối hay là cái vấn đề nan đề ở trong cái sự thiếu hiệp nhất ở trong những giữa vòng những lãnh đạo của hội thánh của chúng ta, thì maybe chúng ta hãy cầu nguyện cho đến khi mà Đức Chúa Trời Ngài hiệp nhất tấm lòng của chúng ta. Maybe some of us you need to talk to people to maintain unity. Có thể một số người trong chúng ta có cần phải nói chuyện lại với người khác để giữ cái sự hiệp nhất. Amen. Amen. Now this is the this is Babylon, the excavated Babylon in Iraq. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là ở tại Iraq, Babylon này nó ở khu vực Iraq ngày nay. And there is this square shape area here. Can you see that? Quý vị thấy có một cái khu vực mà có hình vuông ở đây không ạ quý vị? It appears to be a place of a tower before, maybe a ziggurat. Đấy cũng trước đấy là một cái tháp. Could it be that this was the place? Could it be that this was the place of the Tower of Babel? I don't know. Họ nói rằng là có thể đây là cái khu vực của tháp Babylon, tôi cũng không rõ ràng, không biết có phải hay không nữa, nhưng họ nghĩ có thể là đây là khu vực của tháp Babylon. But maybe. Có thể, cũng có thể. Now we see the we see Noah. I want us to see Noah here. Chúng ta thấy Noah không? Cái màu đỏ mà 500 màu đỏ ở giữa đấy. And look at Peleg here. Rồi Peleg ở dưới. So that Peleg means when they were building the Tower of Babel, Noah was still alive. Và khi mà họ xây dựng tháp Ba Bên thì quý vị thấy rằng là Noe vẫn còn sống nhá. When the people, when his descendants were rebelling against God, Noah was still alive. Khi mà dòng dõi của Noe đã chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, nổi loạn chống lại Chúa, thì Noe vẫn còn sống. Shem was still alive too. Shem vẫn còn sống. So if you were Noah, it would have been very sad. Có thể nếu mà các bạn là Noe thì các bạn sẽ cảm thấy rất là đau buồn. And look at this. Abram, when Abram was born, Noah was still alive. Chúng ta nhớ rằng Abraham khi sinh ra thì Noe vẫn còn sống nhé quý vị. So Abram from Adam was the 20th generation. Từ Adam cho đến Abraham là 20 thế hệ. And from Adam to Abraham, it was about 2000 years. Từ Adam cho đến Abraham khoảng 2000 năm. And during the time of the Tower of Babel, they were scattered among the nations. Trong cái thời điểm của tháp Ba Bên này thì họ đã bị làm tản lạc khắp mọi nơi. So from here we now see the division of the nations. Từ đây chúng ta đã thấy rằng là sẽ sau cái vụ tháp Ba Bên này nó sẽ có cái sự phân rẽ, phân tán các dân tộc. And one group journeyed going eastward until they became the Chinese people. Và một nhóm thì họ đi tới cái khu vực Trung Quốc và rồi trở thành cái người Trung Quốc bây giờ. That's why in the Chinese language we can see a lot of characters talking about the fall of man, about the temptation, about the flood. Cho nên trong cái ngôn ngữ của tiếng Trung Quốc á, nếu chúng ta có nghiên cứu thì sẽ thấy rằng là rất là nhiều những cái ký tự mà liên quan đến sự sa ngã của con người, rồi đến cơn nước lụt,
Actually, in the original Chinese language, you can see the first few chapters of Genesis. Cho nên rằng nếu như nghiên cứu về những cái hình tượng của tiếng Trung Quốc thì có thể thấy được rằng là những cái đoạn đầu của Kinh Thánh Tân Ước, Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký. Why? Because when these people were scattered having different languages, they still had a knowledge of the flood, of the temptation of man, of the Garden of Eden. Bởi vì sau khi mà con người đã mặc dù bị phân tán nhưng mà họ vẫn có những cái hiểu biết. Họ vẫn có những cái hiểu biết về thời kỳ của Adam và Eva, thời kỳ sa ngã của con người, phạm tội con người và thời kỳ về cơn nước lụt. That's why today you can see an account of the flood from different cultures around the world. They have their own stories. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta có thể thấy được là các đất nước, các quốc gia thì họ có cái câu chuyện của họ liên quan đến cơn nước lụt khắp mọi nơi trên thế giới. It all came from what happened here in Babel. Và từ cái việc đó là các dân tộc bị phân tán ra từ tháp Babel này, mà cái điều đó cũng được phân tán khắp mọi nơi. And some of those who came, who be, I mean, some of those became the Chinese and Vietnamese and Filipinos and other tribes, other cultures. Họ phân tán khắp mọi nơi, ở Trung Quốc, ở Philippines, ở vân vân như vậy, mọi nơi. And some of them went to Egypt and they built the pyramids. Một số thì quay trở về cái khu vực đi xuống dưới cái khu vực Ai Cập và xây dựng những cái kim tự tháp ở tại khu vực Ai Cập. So where did they learn about building pyramids? Probably from the Tower of Babel, maybe. Họ có thể sẽ tìm thấy những cái việc xây dựng này đâu? Có thể là họ học hỏi từ cái việc đó là xây dựng cái kim tự tháp. Xin lỗi, họ học hỏi từ cái việc xây dựng từ cái tháp Babel này. So, Noah. Noah, let me see. Noah died when Abraham was 58 years old. Noah qua đời khi mà Abraham 58 tuổi. And Shem was still alive when Abraham was born. Shem thì vẫn còn sống khi mà Abraham được sinh ra. And when Abraham died, Shem was still alive. Khi mà Abraham chết thì Shem vẫn được sinh, vẫn còn sống nữa. And Shem lived another 35 years and died. Và ông sống thêm 35 năm sau khi Abraham chết. So Shem lived a long life. Ta thấy rằng Shem đã sinh một sống một đời sống một cái cuộc đời rất là dài, 600 tuổi đó. So that's the end of our chapter 11. And đấy we will là have a cuối, break câu cuối của our chapter 12. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao. We still have 5 minutes. Is there any question? Chúng ta vẫn còn 5 phút nữa. Có bạn nào maybe they can break early, it's okay. Okay. Nếu các bạn nào có câu hỏi không ạ? À? Còn 5 phút nữa có ai có câu hỏi không? Nếu mà không có câu hỏi chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Okay, maybe we just have break. That's English. Okay. Excuse me, can I have information to the class? Các bạn có thông báo với các bạn là trong ngày mai chúng ta sẽ kiểm tra môn hành trình Israel khoảng 20 phút. Cho nên các bạn xem lại bài nhé. Bài kiểm tra cũng dễ thôi. Các bạn, tất cả mọi người sẽ chuẩn bị một tờ giấy trắng. Để khi mà chiếu cái câu hỏi lên thì các bạn chỉ cần điền câu trả lời thôi. Thì câu trả lời dễ thôi, các bạn được phép giờ mở sách không vấn đề gì. Cho nên các bạn xem bài để ngày mai làm bài kiểm tra. Lý do là vì có nhiều người đã không tham dự được cái buổi tối thứ năm, cho nên là không chia sẻ bài, cho nên chúng ta sẽ kiểm tra cả ba môn. Bây giờ là đã chúng ta chỉ còn 3 tuần nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái khóa học này, cho nên là đây là kiểm tra giống như giữa kỳ, nó cũng dễ thôi. Ngày mai hành trình Israel, cái tiết cuối cùng sẽ kiểm tra vào khoảng 20 phút ở tiết cuối cùng. Thì mọi người về, mọi người xem lại bài để ngày mai khi mà chiếu lên thì chúng ta sẽ trả lời. Chúng ta sẽ chuẩn bị một tờ giấy trắng. Một tờ giấy trắng, và sau khi mà mọi người đã điền cái câu trả lời rồi thì ví dụ số 1 điền câu trả lời, số 2, số 3, số 4
thì mọi người sẽ chụp hình lại và mọi người sẽ gửi lại, gửi cái câu cái bài của quý vị cho tôi chụp hình nhé. Sau cho nên là mới chuẩn bị một cái tờ giấy trắng để ghi cái đó vào, và tuần sau chúng ta sẽ kiểm tra môn sáng thế ký và môn này chúng ta sẽ kiểm tra ngày mai là hành trình strength. Cho nên là anh xin lỗi, thứ sáu thứ sáu nha quý vị, tôi nói lộn. Tất cả các bạn đã rõ yêu cầu chưa ạ? Bạn Hiển, chị Trâm thì mời rõ rồi đúng không ạ? Bạn Hiển, bạn Cẩm có rõ dạ, chưa? Bạn Thu Hường, bạn Ngọc Anh, bạn Uyên Thảo, bạn Thịnh. Dạ nghe chị ơi. Bạn Ngọc Anh có rõ chưa? Uyên Thảo ok rồi, Ngọc Anh. Em có. Ok, chúng ta nhớ là chuẩn bị một tờ giấy trắng, sau khi chúng ta điền câu trả lời rồi chúng ta sẽ chụp hình lại và gửi cho tôi 20 phút ngày mai nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao. 20 thứ 6 chị ạ. Đúng rồi, xin lỗi. Ngày thứ 6, 20 phút cuối cùng của tiết học của thầy Quân. Nhé, chúng ta sẽ nghỉ giải lao. 3 giờ 25 phút chúng ta sẽ trở lại nha quý vị. Cái mic của em như bị còn nhỏ luôn chị. Đúng rồi, mic hơi nhỏ em ạ. Tại cái đường truyền này em không biết sao cái cọng dây này nó hay bị lỗi, có lúc nó lớn lắm mà có lúc nó nhỏ lắm. Nó nhỏ quá thì mọi người không nghe được tiếng của em á. Đi. Đi. Một. 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 À, một. À, một.
Please. Một một Dạ rồi. Dạ. Xin mời mọi người chúng ta cùng nhau trở lại. Chị có mặt rồi nha. Dạ ok chị Hương. Chị Ngọc Anh trở lại chưa ạ? Chị Trâm. Ok anh Hiển. Chị Thảo có chưa? Chưa. Dạ rồi ạ. Dạ. Share your time, please. Okay. So are you ready for part 7? Các bạn đã sẵn sàng cho phần 7 chưa? Chúng ta sẽ vào phần 7. Are you all awake? Các bạn có đang thức không đấy? Yes. They Is coffee up, good? Thumbs up. It means that they are alive. Okay. So now we go to part 7 and it's about the life of Abraham. Chúng ta sẽ sang phần 7 về đời sống của Abraham. From Genesis chapter 11 verse 26 up to Genesis chapter 25. Từ sáng thế ký đoạn 11 câu 26 cho đến tháng thế ký đoạn 25. So we see here the chart from Adam to Abraham is 20 generations. Chúng ta thấy rằng từ Adam cho đến Abraham là 20 thế hệ. So there is a shift now of focus from a universal worldwide events and then it will focus now on two people.
Và chúng ta thấy rằng cả thế giới bây giờ sẽ tập trung vào hai người. So it will now focus to Abraham and Sarah. Đó là Abraham và Sarah. And this is the third major beginning in Genesis. Đây là cái sự bắt đầu thứ ba của ở trong bắt đầu mà cơ bản á, bắt đầu căn bản hoặc bắt đầu chính ở trong Sáng Thế Ký, sách Sáng Thế Ký. So the first is the heavens and the earth, the second is the beginning after the flood, and this one now is the beginning of a new nation through Abraham. Thứ nhất đó là sáng tạo, sự sáng tạo. Bắt đầu thứ hai đó là bắt đầu sau cơn nước lụt của Noe. Bắt đầu thứ ba này là bắt đầu từ Abraham và Sarah trở thành một dân tộc, một quốc gia. So in this chart you can see Terah, the father of Abraham. Chúng ta thấy là trong cái bảng này các bạn nhìn thấy cái người tên là Terah. And he had three sons, Abram, Nahor and Haran. Terah có ba người con. Thứ nhất đó là Abram, thứ hai là Naco và thứ ba là Haran. So Haran died in the land of Ur where they were staying. Haran chết ở trong cái khu vực xứ Ur. And he left a son named Lot. Và what is it? He had a son named Lot. Haran đó có một cái người con tên là Lot. Ur, the meaning of Ur is moon god. Ur, cái xứ Ur có nghĩa, có tên nghĩa của cái tên của Ur này là moon god là thần mặt trăng. So it was a very idolatrous place. Có nghĩa là đây là một cái xứ thờ hình tượng, thờ mặt trăng. Did you know that this place was excavated? Ngày hôm nay thì cái xứ Ur này được tìm thấy, người ta khảo cổ. Người ta khai quật. So it existed. It's an evidence. Đấy là một cái dấu hiệu, cái minh chứng về cái xứ Ur. So we can also read about Sarai. Chúng ta cũng đọc về Sarai. The wife of Abram. Là vợ của Abraham. And she was barren. Là một cái người bị son sẻ hay là bị không có con á. So now Terah took Abram, Sarai, and Lot, and they traveled to Canaan, but they stopped by here at Haran. Chúng ta biết rằng là Terah đã dẫn Abraham, con trai của ông cũng như là cháu của mình là Lot và Sarai, vợ của Abraham á, đi tới một cái xứ Canaan, nhưng mà họ lại dừng chân ở xứ Charan này. But in Acts chapter 7, we read there that the instruction of God to Abram was to leave his family, his place, and go to Canaan. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là Đức Chúa Trời Ngài nói với Abraham in chapter 12 hả? Chapter 7 of Acts. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 7 thì Đức Chúa Trời Ngài nói với Abraham rằng phải rời khỏi cái xứ Ur đó mà phải đi đến xứ Canaan. So that means that while Abram was in Ur, God spoke to him already. Có nghĩa rằng là khi mà Abraham á, đang ở tại trong xứ Ur này thì Đức Chúa Trời Ngài đã kêu gọi Abraham ra khỏi cái xứ này rồi. Đã nói But he did not fully obey and Terah, his father, and Lot, his nephew, went with him. Nhưng mà lúc bấy giờ thì Abraham chưa có vâng lời một cách trọn vẹn, cho nên rằng là ông đã đi cùng cha của mình Terah và cháu là Lot đến cái xứ Charan này, chứ chưa phải là đến Canaan đó. The name Terah means delay. Terah, cái tên của ông có nghĩa rằng là hãy trì hoãn. So the purposes of God was delayed. Tên của cha của Abraham là trì hoãn đi. So they stayed in Haran. We don't know how long, but maybe months, maybe years. Chúng ta không biết là bao lâu họ đã ở trong cái xứ Charan này. Có thể là vài tháng, cũng có thể là nhiều năm. In our life,
There are times that God's plan is delayed because we do not fully obey. Và chúng ta khi mà chúng ta không có hoàn toàn vâng lời, chúng ta trì hoãn thì chúng ta sẽ ở tại một cái địa điểm mà không có tiến được trong cái hành trình thuộc linh. And we need the grace to the grace in times of delay. Chúng ta cần ân điển của Đức Chúa Trời nếu như mà cái thời gian mà chúng ta bị Don't be discouraged when things are delayed. Chúng ta bị hoãn lại nếu như có những cái thời điểm mà Chúa hoãn lại những cái việc gì đó mà Chúa trả lời ấy. Chúng ta cần ân điển trong cái thời điểm hoãn lại đó. Đừng có nản lòng khi mà Chúa hoãn lại cái việc gì đó Chúa trả lời cho chúng ta. One time Mom Linda Holmes prayed for me and my wife, and she prayed for the grace in times of delay. Có một lần thì bà Mục sư Linda là cái người hiệu trưởng nhá, vợ của hiệu trưởng ấy, thì đã cầu nguyện cho ông và vợ của Mục sư Danny ấy, về cái việc đó là xin Chúa ban ân điển trong cái thời gian mà ngài trì hoãn cái công việc của ngài. There are delays in our life. Có những cái lúc mà Chúa trì hoãn làm cái gì đó trong đời sống của chúng ta. And if right now some of you feel there are delays in your life, I will let us pray for grace. Nếu như mà trong các bạn mà có thấy Chúa đang trì hoãn cái việc gì trong đời sống của các bạn thì chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ân điển để chúng ta vượt qua cái thời gian mà Chúa trì hoãn. Let us pray. Lord, I pray. If some of us feel that we have delays in our life, và Chúa, chúng con cầu nguyện là nếu chúng con có cảm thấy rằng là Chúa đang trì hoãn cái việc gì đó ở trong đời sống của chúng con. Help us not to be discouraged. Xin Chúa giúp cho chúng con đừng có nản lòng về cái điều đó. I pray for the oil like the five wise virgins. Con cầu nguyện cho cái đời sống của chúng con giống như cái đèn luôn luôn thắp sáng. They receive an extra oil. Luôn luôn có dầu, đầy dãy dầu và dư dật dầu để thắp sáng. While waiting for the bridegroom because of delay. Và trong khi chúng con chờ đợi chàng rể, vì chúng con thấy rằng có những cái sự trì hoãn. I pray for extra oil for each and every one of us. Cầu nguyện để xin Chúa ngài ban cho chúng con có dầu dư dật cho mỗi người trong chúng con có ân điển của Chúa, có dầu dư dật của Chúa trong thời gian mà Chúa trì hoãn những việc của ngài. That in times of delay we will still be strong. Để trong cái thời gian mà chúng con cảm thấy là Chúa trì hoãn thì chúng con vẫn luôn sẽ mạnh mẽ chờ đợi. In Jesus name, amen. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, amen. So in Haran, Terah died. Terah chết ở xảy xa Charan, khu vực Mục Tín. And now we go to Genesis chapter 12, where God speaks again to Abram. Chúng ta thấy ở trong 12, đoạn 12 thì Đức Chúa Trời ngài lại một lần nữa phán với Abraham. And God speaks to you hear me? Now okay. I hear you. Sorry. Now. So God speaks to Abram in Haran. Ở tại Haran này Đức Chúa Trời lại một lần nữa phán với Abraham. And he repeats again his instruction. Và ngài lại nhắc lại một lần nữa với lại Abraham. And after Terah died, Abram finally began to follow the call of God. Và Chúa chỉ cho Abraham cái sự chỉ dẫn và cuối cùng thì Abraham đã vâng lời Chúa. So Abram was told to do three things. Abraham được nói được bảo sẽ phải làm ba điều. Get number one, get out of his country. Thứ nhất, đó là hãy ra khỏi vòng bà con. Number two, leave his family. Thứ hai là rời khỏi gia đình. Number three, go to the land that the Lord would show him. Thứ ba, đó là hãy đi đến xứ mà Chúa chỉ cho. It was a walk of faith. Đây là một bước đi của đức tin. And there are seven promises included if Abram will obey the call. Và có 7 cái điều phước lành mà Chúa hứa là nếu như mà ông vâng lời thì Chúa sẽ ban cho ông. Number 1,
Thứ nhất là I will make you a great nation. Ta sẽ làm cho con trở nên một dân tộc lớn. Number two, I will bless you. Thứ hai là ta sẽ ban phước cho con. Number three, I will make your name great. Số 3 là ta sẽ làm cho danh của con được nổi danh, hay là danh của con trở nên lớn. Number 4, you shall be a blessing. Thứ 4 đó là con sẽ trở thành một nguồn phước. Number 5, I will bless them that bless you. Thứ 5 đó là ta sẽ ban phước cho người nào mà ban phước cho con, chúc phước cho con. Number 6, I will curse them or curse him that curse. Thứ 6 là ta sẽ rủa sả cái người nào rủa sả con. Number did you get that, Sister Hang? Number 6? Yeah, number 6. Ta sẽ rủa sả kẻ rủa sả con. And number 7, in you shall all the families of the earth be blessed. Số 7 đó là ta từ con mà mọi gia đình cùng ở trên đất này cũng sẽ được phước. Many times in our life, in order to fulfill the call of God, we have to be separated geographically and even emotionally from friends and relatives. Nhiều khi ở trong đời sống của chúng ta để mà được Đức Chúa Trời ngài ban phước cho chúng ta thì chúng ta nhiều khi cần phải phân rẽ về mặt địa lý cũng như là hoặc là cảm xúc đối với những người bạn hoặc là những người thân thiết của chúng ta để Chúa có thể ban phước cho chúng ta. There are many mission stories wherein missionaries will leave their country, leave their families and go and serve the Lord somewhere else. Có không biết bao nhiêu là những cái câu chuyện của những cái giáo sĩ họ đã sẵn sàng rời bỏ những cái khu vực địa phương của họ, những cái nơi trong gia đình của họ để đi đến những cái vùng để truyền giáo, những cái khu vực, những cái đất nước để truyền giáo, quốc gia khác để truyền giáo. Maybe someday God will call someone of among you. Có thể là ngày nào đó Chúa sẽ kêu gọi người nào đó trong số anh em đến khu vực nào đó, hãy đi đến đó đi. You will leave your family, you will leave your place. Sẽ rời bỏ gia đình hay rời bỏ khu vực của mình để đi đến cái nơi nào? The question is, will you say yes to the Lord? Nhưng mà cái câu hỏi đó là bạn có nói vâng với Chúa hay không? And the Lord said to Abram, I will bless them that bless you and curse them that curse you. Ta sẽ Chúa nói rằng là ta sẽ ban phước cho những người nào ban phước cho con và rủa sả kẻ nào rủa sả con. Until now, this is applicable with our relationship with Israel. Và ngay cả bây giờ cái điều này cũng vẫn còn ứng nghiệm cho cái mối quan hệ của đất nước nào quốc gia nào với Israel. If you bless Israel, God will bless you. Nếu như quý vị có cái sự chúc phước cho Israel á, thì quý vị chúc phước cho Israel thì Đức Chúa Trời cũng sẽ chúc phước cho quý vị nhé. Amen. 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 So Abram was 75 years old when he departed from Haran to Canaan. Từ Charan là lúc đấy là từ Charan mà Abraham đi tới Canaan đó, ông lúc đó ông 75 tuổi. So there was still one problem. Lot was still with him. Nó có một cái vấn đề đó là Lot vẫn còn ở cùng với lại Abraham. So this speaks of incomplete consecration. Cái thiệp này nó nói về cái sự tận hiến nhưng mà chưa có hoàn toàn 100%, có nghĩa là vẫn còn nửa vời. So Abram was now following the call of God, but he needed deeper consecration still. Abraham thì đã theo sự kêu gọi của Chúa rồi, nhưng mà ông cần phải có một cái sự tận hiến cao hơn nữa. So the names of the places where he went here in Canaan, the meanings of those names will tell us what was happening to Abram. Cái những cái nơi mà Abraham đến thì những cái nơi, cái địa danh đó nó cũng có nói cho chúng ta biết những cái điều gì đó nó đến với, xảy đến với Abraham. So we read that he went through Shechem. Thứ nhất là ông đến Shechem. And went to More. Sau đó thì đến More. Shechem means a place of burden between the shoulders. Chữ Shechem này có nghĩa là một cái nơi của gánh nặng hay là một cái nơi của trách nhiệm. It means that Abram now began to feel the burden of his calling from God. Có nghĩa rằng là Abraham đã nhận được cái gánh nặng
về cái sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của ông. And more means instruction. More thì có nghĩa là sự chỉ dẫn. And here God gave a clearer instruction to Abram that he will, his descendants will inherit this land. Và ở tại nơi đó thì Chúa đã chỉ cho ông, hướng dẫn cho ông một cách cụ thể hơn. Và Chúa cũng cho ông thấy rằng là có cái là Chúa sẽ cho ông cái khu vực đó làm cơ nghiệp. And there Abram built an altar before the Lord. Và sau đó thì ông đã xây dựng cái bàn thờ cho Chúa ở tại đó. And then he went to a place between Bethel and Ai. Here is Bethel here. Và chúng ta thấy cái nơi đó là Bethel và thành Ai đó. So Bethel means house of God. Bethel là có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời. Ai means destruction. It is a symbol of the world. Ai có nghĩa là cái đống đổ nát, đống hư không, hay là còn nói cách khác nó là hình ảnh của thế giới, thế gian này. So Abram camped between Bethel and Ai. Abraham thì đóng trại ở giữa khoảng của Bethel và Ai. This speaks that during this time, his heart was still divided between the world and God. Và điều đó nói ra cho thấy rằng là cái thời điểm đó tấm lòng của Abraham vẫn chưa thật sự có một cái sự chọn lòng cho Ngài, nhưng mà vẫn bị phân rẽ giữa thế gian. He was not still fully obedient because Lot was still with him. Chưa hoàn toàn thật sự là vâng lời bởi vì Lot vẫn còn ở với Abraham. And then there was a famine in the land. Và sau đó thì có một cái cơn đói kém ở trong xứ. This was a test to Abraham. Và đó là xứ Canaan, và đó là một cái bài test, thử thách đối với Abraham. So in our life, when we follow God's call, we'll be tested. Trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta kêu bước theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, sẽ có sự thử thách xảy ra trên đời sống của chúng ta. So remember this, that when you commit to follow God's call, tests will come in your life. Cho nên hãy nhớ điều đó, nếu như chúng ta muốn đi theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời thì chắc chắn sẽ có những cái sự thử thách của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. When you are following God's call and things are turning bad, remember they may be tests. God is testing you. Khi mà chúng ta đi theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời nhưng mà đôi khi có mọi việc nó dường như nó gặp những cái sự thách thức hoặc đảo lộn, thì hãy nhớ rằng là Đức Chúa Trời này có thể là đang thử thách chúng ta đó. So how do we respond? Vậy thì chúng ta phải đáp ứng với cái hoàn cảnh thử thách của Chúa như thế nào? So what happened to Abram? He went to Egypt. Lúc bấy giờ thì Abraham đã quyết định đi xuống Ai Cập. And when he was in Egypt, he instructed his wife Sarai to tell that he was his brother. Mà khi mà xuống Ai Cập thì ông đã nói với lại Sarah rằng là Sarah hãy nói với mọi người rằng là ông là anh trai của Sarah. It was because in those days if a man had a beautiful wife, people could kill him to get the wife. Bởi vì trong cái thời điểm đó nếu mà một người mà có vợ đẹp á thì rất là dễ là người ta sẽ giết cái người chồng đó để cướp cái bà vợ đó luôn. So Sarai was 65 years old during this time, but she was still so beautiful. Lúc bấy giờ là Sarah 65 tuổi rồi, nhưng mà Sarah vẫn quá đẹp. What was her beauty secret? I don't know. Tôi không biết là bà có cái bí quyết làm đẹp như thế nào mà 65 tuổi vẫn còn quá đẹp. She did not use Korean beauty soap. Chắc là không có dùng cái mỹ phẩm Korea Hàn Quốc giống như kiểu tôi đoán à. Yeah, but she was so beautiful. But Sarai was the half sister of Abram from another mother. Sarah là một người chị em nhưng mà là một nửa thôi. So Sarai cùng một cái người mẹ khác. So the Egyptians saw that Sarai was so beautiful and she was taken to the palace of the Pharaoh. Bởi vì bà ấy quá là đẹp gái cho nên là bà đã bị mang vào cái cung vua của vua Pharaoh, vua Ai Cập.
And God plagued the Pharaoh and his house. Sau đó thì Chúa ngài đã hành hạ cái Pharaoh. And Sarai was let go. Và sau đó thì Sarah được thả ra. But Pharaoh rebuked Abram for his lie. Nhưng mà Pharaoh đã của trách Abraham bởi vì Abraham đã nói dối. Now in chapter 13 we can see Abram going back to Canaan. Trong cái đoạn 13 thì chúng ta thấy rằng là sau việc đó thì Abraham đã trở lại cái xứ Canaan. So from Egypt he went to back to Canaan and he was a very wealthy man. Và từ Ai Cập ông đã trở lại xứ Canaan và ông là một cái người rất là giàu có. So he went back to that same place between Bethel and Ai. Ông lại quay trở lại cái nơi cũ đó là đóng trại ở giữa cái khu vực của thành Ai và thành Bethel. So what is the message of this? Sometimes if we fail a test, God will bring us back again to the same test. Và chúng ta biết rằng là ở đây có một cái bài học đó là gì ạ? Tại sao ông lại quay trở lại cái nơi này, là đôi khi chúng ta mà bị trượt một cái bài test nào đó thì Chúa lại đưa chúng ta quay trở về cái chỗ cũ của cái bài test đó cho đến khi chúng ta vượt qua cái bài test đó thì mới đi tiếp. So God will give us another opportunity to pass our tests. Chúa sẽ ban cho chúng ta có một cái cơ hội để chúng ta trải qua cái bài kiểm tra. Vượt qua cái bài kiểm tra. Have you noticed that some of the tests in your life that you have been failing in, sometimes they keep coming back? Các bạn có để ý rằng trong đời sống của các bạn có một số cái bài test nào đó, bài kiểm tra nào đó mà chúng ta, cái sự thử thách nào đó chúng ta không có vượt qua rồi chúng ta thất bại, rồi Chúa lại đưa chúng ta quay trở lại để chúng ta học lại cái bài đó không hả các bạn? The reason is God is giving us opportunity to pass those tests and grow. Bởi cái lý do là vì Đức Chúa Trời ngày ban cho chúng ta một cái cơ hội thứ hai để chúng ta làm lại cái bài kiểm tra đó, hay là chúng ta gì à, vượt qua cái sự thử thách đó mà cái mà chúng trước chúng ta thất bại đó, để chúng ta đắc thắng, chúng ta vượt qua được cái bài thử thách đó, cái sự thử luyện đó. We all fail, right? Tất cả chúng ta thì cũng có nhiều người lúc mà chúng ta cũng thất bại trong những cái sự thử thách của Chúa, phải không ạ các bạn? Có ai không thất bại không, xin giơ tay. But God is merciful to help give us another opportunity to pass. Nhưng mà Chúa là rất là nhân từ, ngài ban cho chúng ta có những cái cơ hội để chúng ta trải qua cái sự thử thách hay là trở lại để một lần nữa Chúa sẽ thử thách chúng ta để chúng ta có thể vượt qua được, đắc thắng được cái sự thử thách đó. But I would like to remind us, let us not keep failing and failing and failing and failing. It will be dangerous. Nhưng mà tôi nhắc nhở các bạn rằng là chúng ta đừng có cứ tiếp tục ở trong cái sự thử thách, cứ ngã rồi lại dậy nhé, quý vị. Amen. 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 So in the place between Bethel and Ai, Lot was still with Abram. Chúng ta thấy ở tại cái khi mà trở lại ở khu vực Ai và thành Bethel này á, thì Lot vẫn còn ở cùng với Abraham nhé. So something happened here. The servants of Abram and the servants of Lot started to quarrel. Rồi có một vài cái điều xảy ra, đó là những cái người chăn chiên của chăn gia súc của Abraham với những cái người chăn chiên gia súc của Lot là bắt đầu cãi lộn với nhau. And so they had to separate. Cho nên rằng là họ bắt buộc là họ phải phân rẽ nhau. This is what we call peaceful separation. Ở đây chúng ta gọi rằng là một cái sự phân rẽ bình an. There are times that separations must happen. Sẽ có những cái thời điểm mà sẽ có những cái sự phân rẽ mà nó xảy ra. But whenever separations happen, we pray that it will be peaceful. Nhưng mà chúng ta hãy cầu nguyện rằng là nếu có sự phân rẽ xảy ra thì nó có là sự phân rẽ của sự bình an. And so Abraham told Lot, you choose first. Abraham nói với Lot rằng là con hãy chọn cái vùng nào con muốn. And Lot saw the beautiful plains of Sodom. There was water with his natural eyes. He did not pray
we believe he did not ask God, but with his natural eyes, he chose that beautiful place. Chúng ta nhớ rằng là Abraham, Lot đã lựa chọn cái khu vực đẹp đẽ, đó là khu vực của Sodom và Gomorrah. Dĩ nhiên rằng chúng ta thấy rằng Lot không có hề cầu hỏi Chúa, mà ông but nhìn there, bằng cái con mắt thực thể của mình, con mắt xác thịt của mình. But there was a problem. Sodom and Gomorrah were a very, very wicked place. Nhưng mà cái điều có một cái vấn đề ở đây, đó là Sodom và Gomorrah, đó là một cái thành phố vô cùng gian ác. Later on, Lot became an elder in Sodom. Và sau này thì Lot đã trở thành một cái trưởng lão ở tại Sodom. So what is the lesson here? Let us not choose based on what we see. Vậy thì cái bài học cho chúng ta ở đây là gì? Đó là chúng ta đừng có bao giờ nhìn bằng cái con mắt thuộc thể của chúng ta. So let us pray to God to help us choose. Với Chúa để xin Chúa ngài giúp cho chúng ta có cái sự lựa chọn đúng đắn. Our natural eyes can deceive us. Bởi vì cái con mắt thuộc thể của chúng ta ấy, nó có thể khiến lừa dối chúng ta. But if we seek the Lord, he will help us to make the right choice. Nhưng mà nếu như chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời thì ngài sẽ khiến cho chúng ta lựa chọn một cách đúng đắn. Amen. Amen không hả các bạn? So, amen. Is there someone among us right now? You are in the crossroad of making a choice. Có ai trong chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn, cái tiến trình mà chúng ta đang phải đưa ra những cái sự lựa chọn nào đó không hả chị em? Ask God to give you to help you see what the right choice would be. Hãy cầu nguyện với Chúa để Chúa giúp đỡ cho chúng ta là cái sự lựa chọn của chúng ta sẽ là cái sự lựa chọn đúng đắn. Và như thế nào sự theo sự dẫn dắt của Chúa. Don't depend on your natural eyes like Lot. Đừng có mà nhìn bằng cái con mắt thuộc thể hay con mắt xác thịt giống như là Lot nhé. Now, when Lot and Abraham separated, it was another step of Abraham's obedience and consecration. Và khi mà Lot và Abraham chia rẽ với nhau đó thì cho thấy được là có một cái sự bước tiến cao hơn trong sự vâng lời của Abraham với Đức Chúa Trời. Remember the first instruction of God, leave your family. Chúng ta có nhớ rằng là cái chỉ dẫn của Đức Chúa Trời ban đầu cho Abraham đó là phải rời khỏi gia đình của ông không? So when Abraham separated with Lot, it was a picture of a greater consecration and obedience for Abraham. Cái việc mà rời khỏi Lot như vậy thì cho thấy rằng là Abraham đã có một cái sự vâng lời, có một cái sự tận hiến cao hơn đối với Chúa. And after this consecration, the Lord appeared to Abraham again. Và sau cái sự biệt riêng, cái sự tận hiến này cho Chúa thì Đức Chúa Trời này đã hiện đến với Abraham một lần nữa. He gave him a clearer vision. Ngài đã ban cho ông một cái khải tượng rõ ràng hơn. And he told him that his descendants will be like the dust of the earth. Và ngài nói với lại Abraham rằng là cái dòng dõi của ông sẽ giống như cát ở dưới biển. And this refers to his natural descendants. Ở đây thì nói cát là đang nói về cái dòng dõi thuộc thể, có nghĩa là dân Israel. And of course we know now that the natural descendants of Abraham are all over the world. They are like dusts of the earth. Chúng ta biết rằng cái dòng dõi thuộc thể của Abraham ngày hôm nay là dân Israel thì đã rải ra khắp mọi nơi ở trên thế giới. Giống như là Arabs, cát ở dưới đất á. The Arabs, the Israelites. Chúng ta thấy là dân Ả Rập, dân Israel ở khắp mọi nơi trên thế giới. And after this separation, Abraham went to dwell in Hebron. Và sau cái sự phân rẽ này thì Abraham chuyển đến khu vực Hebron. And Hebron means a place of fellowship. Hebron có nghĩa là nơi của sự thông công. So I'd like to summarize the experiences of Abraham from Shechem. He felt the burden. Chúng ta sẽ tổng hợp lại nhé. Đó là từ Shechem. Shechem có nghĩa là ông đã cảm thấy có một cái gánh nặng. Shechem có nghĩa là gánh nặng hay là giữa khoảng của vai.
And in More, he received a clearer instruction of his calling. Và ở tại More, More là cái nơi mà ông nhận cái sự hướng dẫn hay chỉ dẫn rõ ràng hơn của Đức Chúa Trời cho Abraham, cho mình. And he came between Bethel and Ai, which speaks that his heart was not yet fully consecrated. Ông đến giữa khoảng Bethel và thành Ai. Ai là có nghĩa là nói về việc gì giữa nhà của Đức Chúa Trời và thế gian, là ông đã chưa hoàn toàn đầu phục Chúa hay là tận hiến cho Chúa cách 100%. And then he went to Egypt and came back. Và sau đó thì ông đã quay xuống Ai Cập và sau đó ông đã trở lại. And God gave him another chance. Và Chúa ban cho ông một cái cơ hội thứ hai. And then there was a separation with Lot. Và ở tại nơi đó thì ông đã chia rẽ với Lot, cháu của mình. Which speaks of a fuller consecration. Điều đó nói lên một cái sự tận hiến cao hơn. And after that he went to Hebron, which means place of fellowship. Và sau đó thì Abraham đi di chuyển đến một cái nơi là Hebron. Hebron có nghĩa là nơi của sự thông công. Which tells us that a fuller consecration and obedience will lead us to a closer fellowship with God. Cái điều này nói cho chúng ta biết cái gì? Đó là nói cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta tận hiến hoàn toàn cho Đức Chúa Trời á, một cái sự đầu phục Chúa hoàn toàn, nó sẽ dẫn chúng ta đến một trong cái mối thông công sâu sắc hơn với Chúa của chúng ta. You know, there are many things in the world today that can divide our heart. Chúng ta biết rằng là có nhiều điều ở trên thế giới ngày hôm nay nó khiến cho phân rẽ tấm lòng chúng ta, hay là tấm lòng của chúng ta nửa vời với Đức Chúa Trời đấy. That's why we need to continue to ask God to consecrate us deeper and deeper. Cho nên chúng ta cần phải liên tục, một cách liên tục cầu nguyện Chúa để khiến cho chúng ta tận hiến với Chúa một cách càng ngày càng sâu sắc hơn với Ngài. And if we are consecrated deeper and deeper, we will experience deeper fellowship with God. Và nếu như chúng ta đã muốn tận hiến với Chúa nhiều hơn thì chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được cái mối thông công sâu sắc hơn giữa chúng ta với Đức Chúa Trời mỗi ngày một hơn, một gia tăng. Amen. Amen. Now, are you excited? We are going to chapter 14. Các bạn có hào hứng không? Bây giờ chúng ta sẽ sang đoạn số 14 nha. Now in chapter 14, we read of the first war written in the Word of God. Trong đoạn 14 này thì là chúng ta thấy có một cái chiến trận đầu tiên đã được viết ở trong lời của Đức Chúa Trời. So during this time, the king of Elam with other kings here in this area, if you can see the map, they reigned as an empire. Ở trong cái khu vực khu vực Canaan và một số vua khác ở trong cái khu vực màu cam á, họ cai trị cái khu vực Canaan này lúc bấy giờ. And we have here also kings down here. Đó có một số vị vua khác ở cái khu vực mà ông chỉ đó, mà thầy giáo chỉ đó, các bạn có thấy không? In the 13th year of the reign of the king of Elam over them, they rebelled. Và chúng ta thấy Kinh Thánh nói rằng là trong cái năm thứ 13 vua của Elam thì năm thứ 12 thì vua của Elam thì năm thứ 13 thì họ dấy loạn. So these were the kings of Sodom and Gomorrah and their companions. Ở đây ở cái khu vực đó là Sodom và Gomorrah và những cái nước đồng minh. So the king of Elam with three other kings, so four kings, they attacked the five kings who are here. Chúng ta thấy vua Elam cùng với lại ba vua đó đã kết hợp với nhau để đánh lại những cái vua ở cái khu vực dưới này, khu vực dưới này của Canaan. So there was a battle in the valley of Siddim. Có một cái chiến trận ở tại chúng Siddim. So four kings against five kings. Bốn vua đó chống lại năm vua ở phía dưới này.
And the four kings won. Và bốn vua này thắng trận. And they took Lot as well as a captive. Và họ đã bắt Lot đi luôn. Và họ là khiến cho Lot làm phu tù và bắt làm phu tù cùng với những người khác nữa. And somebody escaped and went to Abram and told them that Lot was taken captive. Và có người đến báo cho Abraham biết rằng là cháu của mình là Lot cũng bị bắt đi cùng với lại những người khác, cùng với các vua. So Abram here was called Abram the Hebrew. Chúng ta biết rằng là Abraham ở đây thì có nghĩa có tên là Abraham ở trong tiếng Hebrew. This was the first mention of the word Hebrew. À, xin lỗi, ở đây là người Hebrew và trong cái câu số 13 đoạn 14 câu 13 ở đây là lần đầu tiên nhắc đến Abraham là một người Hebrew. Name Hebrew means, the name Hebrew means descendant of Eber. Người Hebrew hay người Do Thái, từ Hebrew có nghĩa là Do Thái, có nghĩa là con của Eber. Or it also means someone who crossed over pertaining to the Euphrates River, so they came from Ur, right, and they crossed over. Và cũng có nghĩa rằng là họ đến từ cái khu vực the river Euphrates. They crossed over the Euphrates. Bởi vì chúng ta biết rằng cái khu vực đầu tiên của họ đến là cái khu vực từ khu vực sông Euphrates, đúng không ạ? Họ xuất phát từ nơi đó, cái vùng địa phương ở tại nơi đó, họ đến từ nơi đó. Abraham đến từ nơi đó. So right now when we call the Jewish people Hebrew because they came from Eber. Vậy cho nên là bây giờ chúng ta gọi những người Hebrew hay là những người Do Thái là những người Do Thái bởi vì là họ đến từ cái khu vực họ ra từ cái dòng dõi của Eber. So Abram Ebed hay là Ebed á, từ tiếng Việt của chúng ta là Ebed hay là còn nói cách khác là họ đi ra từ cái khu vực của sông Euphrates. So Abram had 318 trained servants who were born in his own house. Abraham thì trong nhà của ông có 318 gia nhân người làm việc mà sinh ra ở trong nhà của ông. So he had his own army. Có nghĩa là ông có nguyên một cái quân đội trong gia của những người nam ở trong nhà của ông là 318 người nam. And they went and rescued Lot. Cho nên rằng là họ đã đi đến và giải cứu Lot. So you see here the green line. Các bạn thấy cái vạch màu xanh đó là những người trong nhà của Lot đó. So from Hebron they pursued the four kings as far as Dan and Damascus. Từ Hebron họ đã đi tới cái khu vực đi qua Dan và rồi khu vực đến khu vực Damascus. And they were able to defeat them. Rồi có thể đánh lại được các vua này. And they took Lot back. Sau đó thì đưa Lot trở lại. And on their way back, somewhere here, they were met by the king of Sodom. Và trong cái trên cái con đường về thì có thể là ở giữa cái khoảng đó họ đã gặp vua Sodom. A priest named Melchizedek. Và một thầy tế lễ là Melchizedek. So Abram refused to take anything from the king of Sodom. Và Abraham đã từ chối nhận bất cứ cái của lễ nào từ vua Sodom. Because he said, bởi vì ông nói that the king of Sodom will say, I have made Abram rich. Bởi vì là ông nói rằng là nếu mà ông nhận thì mà vua Sodom này lại nói rằng nhờ ta mà Abraham nên giàu có. So the lesson here is we must be careful whom we accept gifts from. Ở đây có một cái bài học cho chúng ta, đó là chúng ta cần phải cẩn thận cái người mà chúng ta nhận quà từ họ. Not every gift that comes is from God. Không phải tất cả những cái lời mời gọi hay món quà đều đến từ Đức Chúa Trời. We must pray if we will accept something or not. Chúng ta phải cầu nguyện là chúng ta có nên nhận cái điều gì đó hay không trước đã. But it's hard to refuse a gift, right? Nhưng mà dĩ nhiên là rất là khó để khi mà người ta cho mình một món nhận, người ta tặng mình một món quà hay là có một cái lời mời gọi nào đó ngon nghè mà chúng ta lại từ chối, phải không ạ các bạn?
Yeah, but if we are, if our heart is consecrated deeper, nhưng mà nếu tấm lòng của chúng ta mà tận hiến với Chúa cao hơn á, we can be like Abram. Thì chúng ta cũng hãy học theo cái cách của Abraham. Another man, the priest Melchizedek, met Abram. Và Abraham gặp một cái người khác, đó là Melchizedek, thầy tế lễ Melchizedek. Melchizedek was the king of Salem here. Melchizedek là vua của Salem. Salem is now called Jerusalem. Salem có nghĩa là thành Jerusalem bây giờ. And the name Melchizedek means king of righteousness. Melchizedek có nghĩa là vua của sự công bình. And Salem means peace. Và Salem có nghĩa là Salom á, là bình an á. Salom, Salem, bình an và Jerusalem là một nhé quý vị. So Melchizedek is a type of the Lord Jesus Christ. Melchizedek này là một hình ảnh của Chúa Giêsu Christ. The king of peace and the king of righteousness. Là vua của sự bình an và vua của sự công bình. He's mentioned also in the book of Psalms and in the book of Hebrews. Melchizedek được nhắc lại trong sách Thi Thiên cũng như sách Hebrew. Melchizedek served communion to Abram by giving him wine and by bringing out wine and bread. Melchizedek đã đem ra bánh cũng như rượu cho Abraham. So this is the first communion service in the scripture. Chúng ta thấy đây là cái tiệc thánh đầu tiên ở trong Kinh Thánh. And Melchizedek blessed Abram. Và Melchizedek đã chúc phước cho Abraham. Then Abram gave Melchizedek the tithe of all. Và Melchizedek đã xin lỗi, Abraham đã dâng 1/10 cho các của lễ của mình cho vua Melchizedek này. Because remember, Abram recovered a lot of material things from that battle and he gave. Nhớ rằng là sau cái trận chiến mà Abraham đã về cùng với các gia nhân của mình á, đã được rất nhiều của cái từ nơi giặc giã. So this was the beginning of tithing. Cho nên là chúng ta thấy rằng là ông đã dâng 1/10 và đây là lần đầu tiên mà 1/10 được nhắc đến ở trong Kinh Thánh. So even before the law through Moses came, tithing was already practiced. Vậy cho nên rằng là trước có khi có luật pháp của Môi-se thì đã có 1/10, việc 1/10 được dâng lên rồi. So let us give our tithe, okay? Chúng ta hãy dâng 1/10 in our churches. Cho Chúa. Amen. Cho hội trà vào trong hội thánh. Amen. Amen. Now, we go to chapter 15. Trong cái đoạn số 15. We have 5 minutes more, Sister Hang. I think yes. We can break. Yes. Or questions. Chúng ta còn 5 phút nữa, chúng ta có thể nghỉ giải lao và chúng ta có thể có câu hỏi. Các bạn có câu hỏi nào không? Nếu không có, chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Có ai có câu hỏi không ạ? Questions? No questions. Nếu không, chúng ta sẽ nghỉ giải lao nhé. Okay, let's have a break. Okay, let's have a break. Enjoy your coffee. Uống cà phê. Cô Hằng ơi, chị muốn hỏi là vua Melchizedek là vua thật hay là vua chỉ là nói đến hình bóng vua đó thôi? Vua đó là một vị vua của Salem, một vị vua thật. Vua Melchizedek này đó là gì ạ? Là một hình bóng của Chúa Giêsu. Vua Melchizedek đây này hình bóng của Chúa Giêsu, là vừa là thầy tế lễ thượng phẩm mà vừa là vua. Yeah. Vừa là vua và vừa là thầy tế lễ thượng phẩm. Ở trong Cựu Ước thì có hai chi phái, một chi phái là vua mà một chi phái là thầy tế lễ, chứ không có chi phái giữa vua và thầy tế lễ. Cho nên là vua Melchizedek này là hình bóng của một người vừa là thầy tế lễ vừa là vua. Là hình bóng đại diện cho Chúa Giêsu ấy. Amen. Cảm ơn cô hả? Hay là cái đó là chức thầy tế lễ nhà vua là vậy hay gì? Thầy tế lễ nhà vua là thầy tế lễ hoàng gia. Cái câu đó là thầy tế lễ hoàng gia. Thế còn vừa vua vừa thầy tế lễ là khác nữa. Còn nếu mà chức thầy tế lễ nhà vua đó là chức thầy tế lễ thuộc hoàng gia. Thức chức thầy tế lễ hoàng gia có nghĩa là Chúa của chúng ta là vua. Cho nên chúng ta là chức thầy tế lễ cho hoàng gia. Nhưng mà Kinh Thánh cũng nói rằng là Chúa kêu gọi chúng ta vừa là vua và vừa là thầy tế lễ nữa. Các bạn hiểu không ạ?
Khi mà Thầy nói có về một chức thầy tế lễ hoàng gia hay là thấy chức thầy tế lễ nhà vua có nghĩa là chúng ta là những người thầy tế lễ cho hoàng gia, cho vua, có nghĩa là cho Chúa của chúng ta là vua ấy. Đức Chúa Trời của chúng ta là vua, và Kinh Thánh nói Chúa Giêsu là vua của các vua, cho nên là chúng ta là chức thầy tế lễ nhà vua, là thầy tế lễ cho vua, là cho Chúa Giêsu. Thế còn đấy là gọi là chức thầy tế lễ hoàng gia. Thế còn việc nói về vua và thầy tế lễ ở trong này là khác nữa, là chúng ta cũng được kêu, Chúa Giêsu của chúng ta vừa là vua và vừa là thầy tế lễ, và chúng ta cũng được kêu gọi vừa là vua vừa là thầy tế lễ. Nó khác nhau một chút, nhưng mà đã phân biệt được, nhân phân biệt được chưa? Dạ. Okay. Bây giờ là ông Melchizedek này, ông là vừa là thầy tế lễ mà vừa là vua luôn. Đúng rồi, vừa là vua của Salem, của nước Salem hay là Jerusalem thời bây giờ. Amen. Vừa là thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, ông là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, ông là hình bóng của Chúa Giêsu đấy. Hebrew nhắc lại, các bạn có thể tìm kiếm trong, các bạn có thể xem ở trong Hebrew để chị xem Hebrew đoạn mấy. Các bạn nào tìm được thì bạn ấy có thể nói trước cũng được. Năm. Hằng. Dạ, xin mời chị nói đi. Hebrew đoạn 7 của Hằng. Là ở câu 3. Hebrew đoạn 7, các bạn có thể đọc từ câu 1 cho đến câu số 10. Nhưng mà ở câu 3 là ông sách Hebrew nói là vua Melchizedek không có cha, không có mẹ, không gia phổ, giống như con Đức Chúa Trời. Như vậy là người này là người thật luôn hay là chỉ là hình bóng hiện ra của Đức Chúa Giêsu? Đây là một vị vua của một cái đất nước có tồn tại mà Abraham dâng phần 10 cho ông sau khi ông đã đi chiến trận về. Abraham đã cướp được của giặc rất là nhiều đồ, và thì quân đội của ông đã cướp được của giặc rất là nhiều đồ, cho nên là khi mà trở về đã dâng một phần 10 cho vua Melchizedek này. Đây là một vị vua có thật của đất nước Salem hay là bây giờ là Jerusalem á. Lúc bây giờ thì nó là vua của Salem, có nghĩa là chắc thời bây giờ là tên của đất nước là Salem hay là Jerusalem, bây giờ nó thuộc là Jerusalem bây giờ. Tên cũ. Ok. Cả cái đoạn 7 đó, cả cái câu số Hebrew đoạn 7 cho đến cái câu số 17 vẫn nói về vua Melchizedek, như các bạn có thể coi lại. Đến cái câu 21 luôn. Cái đoạn 7 này rất là hay, ai có thể đọc lại chúng ta sẽ biết về, nói về hình bóng của Melchizedek là hình bóng của con Đức Chúa Trời. Cô Hằng ơi, nhưng mà ở đây Kinh Thánh nói là người không cha không mẹ mà không có ngày sinh ra cũng không có ngày qua đời. Cái điều đó là không có ghi chép. Kinh Thánh không có ghi chép để nói về cái hình bóng, chứ còn chắc chắn là Melchizedek có cha có mẹ. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là không có ghi chép, tại vì ông vua này không có ghi chép. Chúng ta thấy là tự nhiên hiện ra một ông vua trong đoạn 14 nói là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và vừa là một vị vua. Chắc chắn là vua này có cha có mẹ. Nhưng mà Kinh Thánh không ghi chép cái điều đó. Lý do của cái việc không ghi chép cái cha mẹ hay gia phả của vua Melchizedek này là vì đó là một cái hình bóng của Chúa Giêsu của chúng ta. Amen. Các bạn có hiểu được không ạ? Cái mục đích của việc không ghi chép gia phả chứ không phải là ông ấy là một cái vị vua là hình bóng. Các bạn nhớ rằng là hình bóng là ở trong Cựu Ước, mà Tân Ước của chúng ta là hình thật, đúng không? Cho nên là mọi điều nó đã xảy ra là có thật ở trong Tân Ước, ở trong Cựu Ước, đúng không ạ? Tất nhiên.
Dạ, xin mời quý vị chúng ta cùng nhau trở lại. Ok, chị Ngọc Anh, chị Bích đã trở lại, chị Hà. Ok anh Hiện. Chị Thảo đã trở lại chưa ạ? Dạ, em thấy chị Hằng đã quay trở lại chưa ạ? Chị giải lao sao chúng ta chắc chỉ còn vài phút nữa. Đến giờ chưa hả Nhật? Dạ đến rồi chị. Thầy giáo đâu? Thầy giáo vào chưa? Dạ, dạ vào đủ hết rồi chị. Teacher. Đang chờ chị đó. Thế à? Are you going to proceed? Chờ chị thôi. Okay. So, get excited. We are now in Genesis 15. Amen. Genesis 15. Ta sẽ okay. Vào cái phần Genesis sáng thế ký 15. Please read verse 1. Anyone who would read Genesis 15 verse 1. Chúng ta sẽ đọc câu số 1 ạ. Xin mời một người đọc câu số 1. Xin đọc. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hỡi Áp-ram, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuận cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Amen. So before this, Abram refused the gift from the king of Sodom. Chúng ta biết rằng là sau khi mà Abraham đã từ chối nhận món quà của vua Sodom. And we know that Sodom is a very wicked place. Chúng ta biết rằng là Sodom là một cái nơi rất là vô cùng gian ác, đúng không ạ? And then God now says to Abram, I am your exceeding great reward. Chúng ta Chúa nói rằng là ta đây là một cái thuận đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi rất là lớn. So when we refuse the rewards of wickedness. Cho nên rằng khi mà chúng ta từ chối cái món quà của những cái kẻ gian ác ấy, như thế này á, của giống như Sodom này á, God will become our reward. Chúa sẽ trở thành phần thưởng lớn cho chúng ta. Amen. Amen. So you know this is very important. Đây là một cái bài học vô cùng quan trọng ở trong đời sống của chúng ta nhé các bạn. God is saying to Abram, I am your reward. Chúa nói với Abraham rằng là đừng có sợ, ta chính là more phần than, thưởng lớn, rất lớn cho con. More than all the blessings, more than all material things, it is God himself. Phước lành và những cái thứ vật chất này là chính Chúa, là món quà, là phần thưởng cho chúng ta. Ngài lớn hơn mọi điều đấy. How we desire to also receive this word in our hearts that God is our reward. Cho nên rằng là chúng ta hãy ao ước rằng là Chúa ơi, Ngài chính là phần thưởng trong lòng của cho chính đời sống của con, cho chính con. So more than all the giftings, more than all the ministry, more than all material things, let us pursue God as our reward. Cho nên rằng là trên hết mọi điều, hơn hết cả chức vụ, hơn hết cả những cái thứ vật chất ở đời này, hơn hết cả mọi thứ mà địa vị hay là bất cứ những thứ gì, chúng ta hãy cầu nguyện để chính Chúa là phần thưởng cho chúng ta. Chính Ngài chính là phần thưởng mà chúng ta cần phải đeo đuổi.
And then we can see that God speaks to Abram and says to him that as the stars of the heaven will be his descendants. Và Chúa nói với lại Abraham rằng là Chúa sẽ ban cho dòng dõi của ông giống như sao ở trên trời. So this is referring to the spiritual children of Abram. Ở đây nói về các con cái thuộc linh của Abraham nha quý vị. Như sao ở trên trời là nói về con cái thuộc linh. So remember a while ago, the dust, like the dust of the earth, speaks to his natural children. And ta now, nhớ rằng là chúng ta mới nói rằng là khi mà nói về đất á, hay bụi cát ở trên đất á, là đang nói về dòng dõi thuộc thể của Abraham, có nghĩa là dân Israel á. And now, as the stars of the heaven speaks to his spiritual children. Xin lỗi, có cả dân Ả Rập nữa. Và đây là đang nói về, tiếp theo là đang nói về sao ở trên trời. Sao ở trên trời là nói về dòng dõi thuộc linh của ông á, là chúng ta á. So this is pertaining to the church. Đây là nói về chúng ta, nói về hội thánh của Đức Chúa Trời. You and I are included. Quý vị và tôi là thuộc dòng dõi của Abraham, về thuộc linh. Amen. So we are spiritual children of Abraham. Amen. Chúng ta là con cái thuộc linh. Amen. Của Abraham. And Abraham believed God. Abraham là tin cậy vào Đức Chúa Trời. And it was counted to him as righteousness. Và chính vì ông tin Đức Chúa Trời cho nên là Đức Chúa Trời đã kể ông là một cái người công bình. So we know that righteousness comes when we believe God. Chúng ta nhớ rằng là bởi vì chúng ta tin cho nên rằng là tin Chúa cho nên là chúng ta được xưng công bình bởi việc chúng ta tin Ngài nhé. And then God makes a covenant with Abram. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đã làm một cái giao ước đối với Abraham. That his descendants will inherit the land. Rằng là con cháu của ông, dòng dõi của ông sẽ được hưởng cái xứ Canaan đó làm cơ nghiệp. And he will have a descendant that will come from his own body. Và ông sẽ có một cái dòng dõi mà ra từ thân thể của ông là con ruột á. And the Lord asked Abram to bring these animals, heifer. Rồi Chúa nói với Abraham rằng hãy mang những cái con sinh tế. A female goat. Đó là hãy đem một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi. Ram. Một con chiên đực 3 tuổi. Turtle dove bird and a pigeon. Một con cu rừng và một con bồ câu. And all these animals were later on used in the Levitical sacrifices. Và những cái con sinh tế này sau này được viết ở trong sách Lê Vị Ký là những con sinh tế được để thanh sạch, được dâng lên cho Chúa. So before, when two people wanted to make a covenant in the east, they would cut an animal in half and walk together between the two halves of the animal. Và trước đây khi mà người ta lập giao ước thì người ta sẽ mổ cái con, những cái con sinh tế làm đôi và người ta đặt ra hai bên. Hai bên và người ta sẽ đi giữa những cái con sinh tế đó khi người ta lập giao ước. And that would seal the covenant. Và cái việc mà đi giữa cái lối này, nó giống như cái hình này này các bạn này, đi giữa cái lối của cái hai con sinh tế này là khiến cho một cái giao ước được được đóng ấn, hay là được lập thành, được làm thành, được đóng ấn này. So the animals were cut into half except the birds. Chúng ta thấy rằng là các cái con loài vật này được cắt làm đôi trừ các loài chim ra. And then there were vultures that wanted to take the sacrifice. Chúng ta biết rằng có những cái con chim ăn mồi, đó là những loài mà muốn ăn cái của lễ này. The vultures could speak of evil spirits. Những cái con chim ăn mồi này nói về, đây là những cái tà linh. So when we make a commitment to the Lord, evil spirits try to interfere. Ở đây có một cái bài học, đó là khi mà chúng ta muốn dâng tận hiến cho Chúa ấy, thì các cái tà linh nó cũng sẽ vây quanh và nó muốn can thiệp vào, hay nó muốn lấy đi những cái sự tận hiến, những cái sự cam kết của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. There was years ago we were organizing a big youth gathering.
Và nhiều năm về trước thì chúng tôi đã có một cái buổi nhóm thanh niên rất là lớn hiệp lại với nhau. And my pastor, my companion who was with me. Mục sư có những cái mục sư và những người bạn đồng sự của tôi đã cũng đến với chúng tôi nữa. We slept in the youth office. Chúng tôi ngủ ở trong văn phòng. And at night, two spirits came to try to attack him. Who is him? My pastor friend. Có một cái người bạn mục sư của tôi thì có một tối hôm đó thì cái người đó bị hai tà linh tấn công. He was also a leader of that youth organization. Cái mục sư đó cũng là một trong những lãnh đạo ở trong cái nhóm công thanh niên đó. And these two spirits tried to intimidate him. Và hai cái tà linh này cố gắng để mà chống cự. But he remembered, greater is God who is in us than he that is in the world. Tôi cố gắng tấn công cái mục sư này và mục sư này lúc đó nhớ rằng là đấng ở trong ông thì lớn hơn ma quỷ ở trong thế gian. And he had victory that night. Và ông đã đắc thắng hai cái tà linh đó. So when we make a commitment, evil spirits try to hinder us. Cho nên rằng khi mà bạn đã tận hiến cho Chúa hay muốn cam kết với Chúa một cái vấn đề gì đó thì ma quỷ nó sẽ tấn công bạn. They can attack our mind. Nó sẽ tấn công ở trên tâm trí của bạn. Our emotions. Có thể là nó tấn công ở trên cảm xúc của bạn. Even our bodies. Có thể là nó cũng tấn công ở trên thân thể của bạn. Even people close to us. Hay là nó sử dụng những người xung quanh chúng ta để tấn công chúng ta. But like Abraham, let us drive away the vultures. Nhưng mà giống như Abraham á, chúng ta thấy ông Abraham là đuổi những cái con chim ăn mồi đi. Amen. Amen. Let us not be afraid of them, but let us resist them as we submit to God. Chúng ta đừng có sợ nó, khi chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời là chúng ta đuổi nó, chúng ta chống cự nó. Amen. 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 So the Bible says, submit yourself to God and resist the devil and the devil will flee. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng là hãy thuận phục Đức Chúa Trời trước đó, sau đó là gì? Chống cự ma quỷ thì nó sẽ trốn xa hay tránh xa chúng ta. So a deep sleep came to Abram. Sau đó thì có một cái cơn ngủ sâu đến với lại Abraham. And the Lord talked to him. Và Chúa phán với Abraham rằng and said that his children, his descendants, will become slaves in another country for 400 years. Dòng dõi của ông ấy sẽ làm nô lệ ở trong xứ đó trong vòng 400 năm. And after that, they will come back to that land. Và sau 400 năm đó thì họ sẽ trở lại vùng Canaan đó. So we know that this happened during the time, of course, when Israel went to Egypt. Chúng ta biết rằng là cái thời điểm mà sau khi mà dân Israel đã ở trong xứ Ai Cập thì họ trở lại xứ Canaan, chúng ta biết điều đó đúng không ạ, trong cuộc hành trình Israel đó. And then something passed in the middle of the sacrifices. Và có những cái điều mà đã đi ngang qua xác con thú. It was a smoking furnace. Chúng ta thấy rằng là có một cái lò lửa lớn. And a burning lamp or a torch. Và có một cái ngọn đèn hay là một cái cây đuốc á, đã chiếu qua, đã đi ngang qua cái xác của các con thú, các con sinh tế này. So remember, before their practice was to seal the covenant, the two contracting parties will walk in the middle of the sacrifices. Chúng ta nhớ rằng là trong ngày xưa trong Trung Đông thì họ khi mà họ lập giao ước ấy, thì họ sẽ đặt hai con thú, các con thú ở hai bên và họ sẽ hai bên của bên lập giao ước thì sẽ đi qua cái con giữa con thú đó. But here Abraham, it was not Abraham who passed the middle, but it was a smoking furnace and a burning lamp or torch. Chúng ta thấy rằng là nhưng mà lúc đó thì Abraham đang ngủ mê rồi, ông không có còn thức để ông đi ngang qua xa đi giữa các con thú, nhưng ở đây nói rằng có một cái lò lửa bốc khói, như là có một cái ánh sáng hay là một cái ngọn đuốc
đi qua cái xác con thú này. So the smoking furnace speaks of God the Father. Ở đây chúng ta biết rằng lò lửa bốc khói là nói về Đức Chúa Cha, hay là đám lửa hay thiêu đốt nói về Ngài. And the burning lamp or torch speaks of the Son of God, Jesus Christ. Thế còn cái ngọn đèn, ngọn đuốc hay là cái đèn là nói về Chúa Giêsu Christ. So it means God covenanted with Himself. Cho nên rằng điều nó nói thấy rằng là chính Cha Ngài đã lập giao ước với con, chính con của Ngài. That covenant was made by God to Himself that Abram's seed will inherit the land. Và chính Đức Chúa Trời Ngài đã lập giao ước với lại Chúa, cho nên rằng là dòng dõi của Ngài sẽ được hưởng, dòng dõi của Abraham hay là qua dòng dõi của Abraham hay là qua chính dòng dõi của Ngài sẽ được hưởng sứ hứa đó làm cơ nghiệp. So when God gives a promise, He remains true. Amen. Và khi mà Đức Chúa Trời Ngài đã lập một cái giao ước rồi thì cái giao ước đó không thể bị phá vỡ được. Amen không ạ? So, cho đến ngày hôm nay luôn. Does God have a promise for you that He gave you? Chúa có ban cho các bạn những cái lời hứa nào không ạ? Remember, He will always be faithful. He will never lie. Hãy nhớ rằng là khi Đức Chúa Trời Ngài đã hứa với chúng ta điều gì thì Ngài sẽ luôn luôn thành tín, Ngài sẽ không bao giờ Ngài nói dối. Amen. 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 God has given me promises as well, and I believe God has given you promises. Let us hold on, because God is faithful. Chúa cũng ban cho tôi những cái lời hứa của Ngài, và Ngài tôi tin rằng Ngài cũng ban cho anh chị em những lời hứa của Ngài. Và hãy bám lấy những cái lời hứa của Chúa đó, và chúng ta hãy đừng có bỏ cuộc, bởi vì Chúa là luôn luôn là Ngài luôn luôn là đứng giữ giao ước hay là giữ cái lời hứa của Ngài, Ngài thành tín đó. Amen. Amen anh em. So now, praise the Lord, we are going on to chapter 16. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chương số 16. But before that, I would like to ask you a question. What does it mean? Trước khi đó tôi sẽ hỏi các bạn một số câu hỏi. What does it mean that Abraham's descendants will be like the dust of the earth, and Abraham's descendants will be like the stars in the sky? So việc anyone nói về would like to answer. Dòng dõi của Abraham giống như đất, bụi đất, cát ở trên biển và giống như sao trên trời, điều đó nói về cái điều gì? Hay nó có ý nghĩa thuộc linh như thế nào? Xin mời một người. Mời Cẩm Tú. Thịnh. Cẩm Tú gì? Tú gì? Dạ, em xin trả lời thôi Tú ạ. Là dòng dõi, chú hứa dòng dõi cho Abraham, ông như sao trên trời là tượng trưng cho những dòng dõi thuộc linh là hội thánh của Chúa ngày nay, và dòng dõi của Chúa đông như cát dưới biển là tượng trưng cho dân Israel. Dòng dõi thuộc thể của ông Israel là dân Ả Rập nữa, cũng là con cái của Abraham nhé. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Amen. Yes, he says that they speak of Israelites, of the Arab, of natural children of Abraham, okay. And also stars, talking about the spiritual children, church. Okay, very good. Tốt, cảm ơn thank bạn. You. All right, let's go to chapter 16. Số 16. Anh xin lỗi đoạn số 16. Are we still okay running 100 miles per hour? Các bạn có okay khi mà thầy đi 100 km trên giờ không ạ? À? Bác Khích có okay không ạ? À? Bác Nhân có okay không? Okay. No one is answering. He is answer. Wait for a moment. Okay. Okay, ông Mạnh. Okay. Okay. Ông Mạnh okay không? So we go to chapter 16. We can find a story about Amen. Hagar and Ishmael. Trong cái đoạn số 16 này thì chúng ta thấy có cái câu chuyện về Aga ở đây, nàng Aga ở đây và người con của Aga là Ishmael. So remember, Abram was given the promise that his offsprings will come from his own body. Chúng ta nhớ rằng Đức Trời Ngài đã ban cho Abraham một lời hứa là từ ông mà ra một dòng dõi, từ thân thể của ông mà sẽ ra một cái dòng dõi. But up to this time, Sarai was still barren. Nhưng
mà đến cái thời điểm này thì Sarah đã vẫn còn son sẻ, chưa có con. And they waited for 10 years for the fulfillment of that promise. Họ đã phải chờ đợi trong vòng 10 năm như vậy mà chưa thấy có cái sự đáp lời hay là ứng nghiệm của lời hứa của Đức Chúa Trời. And Sarai became impatient. Và Sarai lúc bấy giờ là Sarah đã rất là thiếu kiên nhẫn. And what did she do? À, lúc đó thì Sarah làm gì ạ quý vị? She thought of an idea by herself. Sarai đã có một cái ý tưởng, đã nảy ra một cái ý kiến. Maybe she said to herself, what if it will be my maid servant Hagar who will give birth for me? Thế cái ý kiến của bà rằng là ơ thì bây giờ mình không có sinh con nữa thì có thể là cái đứa con đòi của mình ấy, nó sẽ sinh cho mình một đứa con cũng là con của mình vậy vì nó là thuộc về mình, đúng không? You know, women have many brilliant ideas. Phụ nữ thường có rất nhiều ý tưởng, ý kiến nhé quý vị. But sometimes, like Sarai, she had a foolish one. Giống như Sarai đã làm hại chồng của mình luôn. And she had this foolish idea and gave Hagar, her servant, to Abraham to be his wife. Bà đã có một cái ý tưởng rất là dại dột, đã đưa con đòi của mình trở thành vợ của chồng của mình. And Sarah and Hagar became pregnant. Và sau đó thì Hagar này đã mang bầu. Đã có and thai. Hagar was an Egyptian. Chúng ta biết rằng Hagar là một người Egypto, là một người Ai Cập. And of course we know that Ham's descendants inhabited Egypt, so probably she was a Hamite. Chúng ta nhớ rằng là cái dòng dõi của Cham á, là cái dòng dõi đời bị rủa xả ở cái dòng cái xứ Ai Cập, đúng không ạ các bạn nhớ không? So when she became pregnant, she despised Sarai, her master. Và khi mà nàng Aga này có bầu thì bắt đầu là khinh bỉ, coi thường bà chủ của mình. Because of this, Sarai dealt harshly with her. Và bởi vì cái sự kinh bỉ này cho nên là Sarah rất là bực bội và rất là cay nghiệt với lại cái cô Aga này. And Hagar fled. Và sau đó thì Aga đã trốn khỏi mặt bà chủ mình. So an angel of God or the angel of the Lord met her and talked with her. Và thiên sứ của Đức Chúa Trời đã gặp gỡ bà gặp gỡ Aga và nói chuyện với nàng Aga. And Hagar was given the promise that her descendants will multiply and they will become a multitude up on the earth. Và Chúa cũng thiên sứ cũng cho Aga thấy một cái lời hứa, đó là từ cái dòng dõi của từ dòng dõi của con trai của Aga đó cũng sẽ từ Ishmael nó cũng sẽ ra một cái dòng dõi được sinh sản đầy dẫy ở trên đất. And she was encouraged to go back to her mistress Sarai. Và sau đó thì thiên sứ đã nói với bà rằng phải quay trở lại và phục ở dưới tay của bà chủ của mình là Sarai. So the angel of the Lord said that Ishmael would be a wild man and his hand will be against every man and every man's hand against his. Ở trong cái đoạn 16 câu 12 thì nói rằng là cái đứa trẻ đó nó lấy má em á, nó giống như một cái tay lừa rừng, tay nó sẽ địch cùng với mọi người và mọi người sẽ địch cùng lại với nó, là địch cùng với anh em của mình á, là dòng dõi chính á. And Hagar calls the Lord El Roy or the God who sees. Và ở tại cái nơi đó thì Aga đã đặt trên cho cái nơi mà ông và bạn mà nàng gặp Chúa, đó là El Roy, có nghĩa là Đức Chúa Trời là đứng nhìn thấy. And Ishmael means God shall hear. Và Ishmael có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ nghe. So Hagar bore Abraham a son. Cho nên là Aga đã sinh ra cho Abraham được một người con trai, Ishmael. And during this time, Abraham was 86 years old. Lúc bấy giờ thì Abraham đã được 86 tuổi.
And Sarai was 76 years old. Sarai đã 76 tuổi. Abraham đã 86, Sarai 76. And then, as we go to chapter 17, 13 years passed by between chapter 16 and chapter 17. Từ cái đoạn 16 cho đến đoạn 17 á, đó là 16 years. How many years? 13. 13 năm. Từ đoạn 16 cho đến đoạn 17 là 13 năm đã trải qua. So after 13 years, Abraham now is 99 years old. Và sau 13 năm thì Abraham lúc đấy giờ đã là 99 tuổi. And Sarai was 89. Sarah đã là 89 tuổi. And God again renews the covenant to Abram. Và một lần nữa Đức Chúa Trời Ngài lại làm mới lại cái giao ước của Ngài với Abraham. It's amazing how we can see that many times God continually speaks to Abram, right? And keeps renewing the promise. Chúng ta thấy rằng là nhiều lần ở trong đời sống của chúng ta, Chúa cứ liên tục Chúa nhắc lại những cái lời hứa của Ngài ở trên đời sống của chúng ta. So the promise was made clearer. Cho nên để cho cái lời hứa đó trở nên rõ ràng hơn, cho nên Chúa nhắc lại cho chúng ta. And Abraham's name was changed. Abraham. Tên của Abraham đã được thay đổi thành. So we can read here that the name of Abraham now becomes Abraham. Đã được đổi thành Abraham ở trong cái câu số 5 á, 17 câu 5 được từ Abraham được đổi tên thành Abraham. Abraham means honored father, Abram. Abraham có nghĩa là cha cao quý. But Abraham means father of multitude. Nhưng mà Abraham có nghĩa là cha của nhiều dân tộc, cha của vô số dân. So God added the letter H to Abraham's name. Chúa đã thêm cái từ H, từ H vào trong cái danh hiệu của Abraham. Ban đầu là Abraham mà bây giờ thành Abraham. God's name Yahweh is very hard to pronounce. Danh xưng của Chúa là Yahweh rất là khó để mà phát âm cái từ Yahweh. It's like it's like Nó giống như cái âm I don't know, it's hard. It's unpronounceable. But nó rất là khó để phát âm. That letter by adding H to the name of Abram and becoming Abraham, he was putting his own name to the name of Abraham. Có nghĩa là khi mà thêm cái chữ âm H trong tiếng Do Thái á, vào trong cái âm của Abraham thì là Chúa đã thêm chính tên của Ngài vào tên của Abraham. So he put part of his name to the name of Abraham. Một phần tên của Ngài vào trong danh xưng của Ngài vào trong tên của Abraham. And we know that God calls himself the God of Abraham. Chúng ta nhớ rằng là Chúa gọi chính mình Ngài là Chúa của Abraham, đúng không ạ? Danh xưng của Ngài là Chúa của Abraham. He took Abraham's name to himself as well. Ngài đã nhận trên chính cái tên của Abraham về cho mình Ngài, chính mình Ngài, cho nên Ngài nói là Ngài là Chúa của Abraham. So now we can read in chapter 17 about the covenant of circumcision. Chúng ta có thể đọc thêm vào cái đoạn 17, chúng ta thấy cái phần từ câu 9 trở đi đó là lập phép kết bì. I'm just checking. Okay. We read. So the I'll just go on. Yes. So God gives Abram the covenant of circumcision. Chúa ban cho Abraham một cái giao ước và giao ước đó phải được làm thành qua cái phép cắt bì. So the circumcision is a type or a symbol of removing hardness of heart. Cái phép cắt bì đó là cắt đi cái phần xác thịt, cái phần dương bì, nhưng mà có ý nghĩa thuộc linh, đó là loại bỏ đi cái sự cứng cỏi, cái sự ô uế ở trong tấm lòng của chúng ta, của cơ đốc nhân.
So in this screen you can see. Chúng ta thấy là có cái con dao đó cắt đi, có nghĩa là gì? Cắt đi cái tấm cái sự cứng cỏi ở trong tấm lòng của chúng ta. So circumcision, the message is the circumcision of our hearts. Cái ý nghĩa của cái phép cắt bì này có nghĩa là cắt đi những cái ô uế, những cái cứng cỏi khỏi tấm lòng của cơ đốc nhân. Let us read Romans 2:28-29. Xin mời một người đọc Roma đoạn 2 câu 28-29. Roma đoạn 2 câu 28-29. Dạ, xin mời chị Ngọc Anh đọc Roma đoạn 8 câu 28-29. Đoạn 2 câu 28-29. Dạ, Roma đoạn 2 câu 28-29. Chị Ngọc Anh có đây không ạ? Ôi, chị đây. Roma đoạn 2 câu 28 và 29. Vì người nào chỉ về ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì là về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì, nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa. Phép cắt bì bởi trong lòng làm theo cách thiêng liêng, không theo thương nghiệp, mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bớt loài người để làm bởi Đức Chúa Trời. Amen. Amen. So here we can read that circumcision, the message of circumcision is the circumcision of the heart. Chúng ta thấy rằng là ở đây cái phép cắt bì thật hay là cái sứ điệp của phép cắt bì thật đó chính là phép cắt bì lòng. So the circumcision of the heart is the separation of is the cutting away of fleshly things from our life. Cắt bì thì có nghĩa thì là cắt đi cái phần xác thịt khỏi cho đời sống của chúng ta, cắt đi những gì xác thịt ở trong đời sống của chúng ta. It's the cutting away of sinful things in our life. Cắt đi những cái điều tội lỗi ở trong đời sống của chúng ta. It's the removing of the hardness of our hearts. Lấy đi những cái sự cứng cỏi ở khỏi tấm lòng của chúng ta. Amen. Amen. So we need to continue to pray that God will circumcise our hearts. Chúng ta hãy cầu nguyện Chúa để Chúa tiếp tục ngày cắt bì tấm lòng của chúng ta. Amen. Amen. Now, the males were to be circumcised when they were 8 days old. Chúng ta biết rằng là cái đứa trẻ nó được cắt bì vào ngày thứ 8. And it's a medical fact. This is wonderful. In medicine, có một cái sự thật về medical là về y tế là như thế này. They found out that vitamin K is the vitamin that causes blood to clot efficiently. Cái vitamin K đó là một cái vitamin gây ra đông máu một cách rất là hiệu quả. And they found out that on the 8th day of a baby's life, the vitamin K level is the highest it will ever be in the person's life. Họ thấy rằng là cái ngày thứ 8 của một đứa trẻ kể từ khi nó được sinh ra thì cái vitamin K đó là một cái vitamin mà nó cao nhất, cái lượng vitamin K ở trong một đứa nhỏ, một đứa trẻ trai là cao nhất so với tất cả những ngày khác ở trong đời sống của nó. That means that the best time to circumcise a child is the 8th day. Cái điều đó cho thấy rằng là cái ngày mà tốt nhất để mà cắt bì một đứa nhỏ đó là một đứa trai, con trai á, đó là vào ngày thứ 8. Because blood will stop faster. Bởi vì là cái máu nó sẽ đông rất là nhanh. Because of the high level of vitamin K. Cầm máu nhanh bởi vì là vitamin K rất là cao trong ngày thứ 8. After day 8, the vitamin K level decreases. Nhưng mà sau ngày thứ 8 thì cái vitamin K đó nó giảm xuống. So it is proven in medicine that the 8th day of life is the safest time for a baby to be circumcised. Vậy thì cái ngành y học, cái thực tế của ngành y học
y học đã họ đã phát hiện ra được rằng là cái ngày thứ 8 là cái ngày phù hợp nhất trong trong cuộc đời của một đứa nhỏ khi mà khiến khi mà một đứa nhỏ được cắt bì. It's amazing, right? Cái điều đó rất là tuyệt vời đúng không ạ các bạn? You know there are many science discoveries now that were already written in the Bible. Ngày hôm nay thì rất nhiều những cái điều mà những cái thực tế, những cái thực tế của y học là những điều mà y học khám phá ra mình đã được biết ở trong Kinh Thánh rồi. Of course, like the DNA. DNA. The fountains of the deep. Rồi, many things now. Rất là nhiều điều mà khoa học người ta bây giờ người ta mới khám phá ra đã ghi ở trong Kinh Thánh. Like the earth is, you know, Isaiah says that the earth is circle. Trong Isaiah thì nói rằng là trái đất hình tròn. And when Isaiah wrote that, there was no telescope yet, no satellite. Khi Isaiah nói tiên tri cái điều đó thì lúc đấy thì chưa có kính hiển vi, chưa có thiên văn kính hiển vi. Before people thought that the earth was flat. Xin lỗi, chưa có cái gì nhỉ, cái mà người ta phóng lên không trung để chụp trái đất á, tôi quên mất gọi là cái gì. But Isaiah wrote already that the earth was a circle. Vệ tinh đúng rồi. Và sau đó thì Esai nói rằng là trái đất là hình tròn. And then later on, it was discovered that the earth was a circle, sphere, circular. Mãi đến sau này thì người ta mới biết rằng là trái đất hình tròn. So let's go back to Abraham. So Abraham and Sarai, okay, Sarah. So Sarai's name was also changed to Sarah. Sarai cũng được tên đổi tên thành Sarah. Sarah with H means princess. Sarah có nghĩa là công chúa. Some material or some sources say that the meaning of Sarai is contentious or quarrelsome. Cái tên của Sarah nói về cái việc đó là Sarah là một cái người, Sarah là một cái người là trong cái tên, xin lỗi, Sarai á, trong cái tên của Sarai nó có cái tính chất là một cái người hay cãi lộn gây gổ. But God changed her name to Sarah, which means princess, and God put H. He put his name in the name of Sarah. Và Chúa đã đổi tên của Sarai thành Sarah. And Sarah có nghĩa là xin lỗi, Sarah. What is Sarah mean? Sarah is the mother of nations, huh? It means princess. Of Abraham is means father of nations. But Sarah means princess. Sarai, Sarah có nghĩa là cái là một công chúa. Sarah có nghĩa là công chúa. Nhưng nói tôi nói Sarah. And then God speaks to Abraham saying, Sarah will give birth to a son. She was already old. Và Chúa phán rằng là Sarah sẽ sinh con, một con trai. Rõ ràng là Sarah rất là lớn tuổi, rất già rồi. And of course, Abraham thought it was funny because Sarah was already old. Và Abraham nghĩ rằng đó là một cái chuyện rất là nực cười bởi vì Sarah rất già rồi. But of course, God gave details to Abraham. Chúa đã cho Abraham biết. And said that the promised son will be born within 1 year. Về cái sự chi tiết về cái việc đó là sau một năm thì Sarah sẽ có một người con trai. So Abraham circumcised his household that very same day. Abraham đã làm lễ cắt bì cho cả nhà của mình trong một ngày. So here he obeyed right away.
He learned to obey right away. Chúng ta thấy rằng là khi mà Chúa phán với Abraham thì Abraham đã làm ngay lập tức, vâng lời ngay lập tức. And Ishmael was 13 years old when he was circumcised. Khi mà Ishmael được cắt bì thì lúc đấy là Ishmael 13 tuổi. And Abraham was 99 years old. Abraham 99 tuổi. That is why the Arabs now, they are circumcised at the age of 13. Cho nên rằng là những người Ả Rập bây giờ thì họ cắt bì cho con trẻ vào lúc 13 tuổi. Because we know that Ishmael became the father of the Arabs. Chúng ta biết rằng là Ishmael đã trở thành cha của các dân tộc Ả Rập bây giờ. So that's the end of our chapter 17. Đó là cái phân đoạn 17 của chúng ta, kết thúc phân đoạn 17. So I have a challenge to all of us before we close. Trước khi mà kết thúc thì tôi có một cái thách thức cho tất cả các bạn ở đây. Abraham's name was changed, Sarai's name was changed. Tên của Abraham đã được thay đổi, tên của Sarah cũng đã được thay đổi, Sarai đã được thay đổi, tên của Abraham được thay đổi, tên của Sarai được thay đổi. And God put a part of his name to them. Chúa đã thêm cái chữ âm hờ đó, hay là cái một phần trong cái tên danh xưng của Ngài vào trong cái tên của hai người này. And that is a message that God wants to put his character upon us. Cái điều đó cho thấy rằng là Chúa có một cái điều, có một cái hình ảnh đó là Chúa muốn đặt cái bản tánh của Ngài vào trong chúng ta. God's desire is that we continue to be changed, to be more like him. Ao ước của Đức Chúa Trời đó là chúng ta sẽ càng ngày càng được thay đổi, trở nên giống như Chúa hơn. That is why the circumcision of the heart is very important. Đó là lý do tại sao mà cái việc cắt bì tấm lòng á, nó vô cùng quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. If there is some hardness in our hearts, nếu mà tấm lòng của các bạn mà có những cái sự cứng cỏi nào đó, or sinful desires, hay là có những cái ao ước tội lỗi nào đó, let us ask God that chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa that his sword will come and circumcise our hearts. Để Chúa dùng cái gươm của Ngài, thanh gươm của Ngài mà cắt đi tờ bì ở trong tấm lòng của chúng ta. God wants to change us. Chúa muốn thay đổi chúng ta các bạn. God wants to consecrate our lives deeper. Bởi vì Chúa muốn chúng ta tận hiến với Chúa sâu sắc hơn. So that we will have a closer fellowship with him. Để like chúng ta Abraham. Có một cái mối quan hệ, một cái mối thừa giao thông gần gũi hơn với Đức Chúa Trời, một cái thông công gần gũi hơn với Đức Chúa Trời. Remember, Abraham experienced the place of fellowship only after he had a deeper consecration. Chúng ta nhớ rằng là Abraham chỉ có vào một cái mối thông công sâu sắc hơn với Đức Chúa Trời khi mà ông tận hiến hơn đối với Đức Chúa Trời thôi, đúng không? Các bạn nhớ cái điều đó. So do we want a deeper các bạn có muốn có một mối thông công sâu sắc hơn với Chúa hay không? Do we want a closer walk with God? Các bạn có muốn là các bạn sẽ bước gần gũi với Chúa hơn hay không? Let us ask God for a deeper consecration. Chúng ta hãy cầu nguyện Chúa để Chúa ban cho chúng ta có một cái tấm lòng tận hiến hơn với Ngài. Let us ask God for the circumcision, the deeper circumcision in our hearts. Chúng ta hãy cầu nguyện Chúa để Chúa Ngài thực hiện cái công tác cắt bì của Ngài sâu sắc hơn ở trong tấm lòng của chúng ta. And I want to encourage us that like Abraham who had mistakes in his life. Giống như Abraham cũng có trải qua những cái giai đoạn ở trong đời sống của ông khác nhau. But he has a heart for God. Nhưng mà Abraham có một cái tấm lòng cho Đức Chúa Trời. And God kept restoring him. Và Chúa có những cái sai phạm nhưng mà Chúa đã khôi phục ông. So sometimes we have failures. Có đôi khi chúng ta cũng có thất bại trong đời sống của chúng ta. But as we go to God, he can cleanse us. Nhưng mà khi chúng ta đến gần với Chúa hơn thì Ngài có thể thanh tẩy đời sống của chúng ta. Lift us up. Ngài có thể nâng chúng ta lên. Change us. Ngài có thể thay đổi đời sống của chúng ta.
and use our life. Ngài có thể sử dụng đời sống của chúng ta cho Ngài. Amen. Amen không ạ các bạn? Amen. So that's where Amen. We end. Đây là cuối cùng của cái ngày hôm nay nhé.